Rồi, em xin chào tất cả mấy anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nghe. Thì hôm nay em đưa một số máy điện, máy pin đồ nghề nữa nhé mấy anh. Máy pin hôm nay của em có nhiêu đây em anh? Đồ điện của em nè. Đồ điện thì được nhiêu đây nhé mấy anh? Đồ nghề thì cũng được kèm mỗi dít mỗi lết này kia thôi à. Rồi thì giá em thông báo đây tất cả là em đều bao ship rồi. Khách mới vui lòng cọc giùm em 50.000 mới gửi hàng nha mấy anh. Những đơn hàng nặng mấy anh vui lòng cọc theo giá trị đơn hàng giùm em nha. Mua hàng bên em thì mấy anh cứ liên hệ qua hai số điện thoại gặp em để chốt hàng. Rồi mấy anh mua hàng thì được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận, đúng hàng thì nhận nha mấy anh, còn không đúng hàng mình thôi đừng nhận. Rồi thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn nha. Rồi vô món đầu tiên, mở số 1 mấy pin mấy anh ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Mã số 1 của mấy anh, số 1 em bán giá 300.000 bao ship. Đống này em không bao sống nha mấy anh, không bao sống, không test nha. Bao cho mấy anh là chưa sửa chữa, chưa đụng chạm nha. Mã số con đầu tiên là con này Trung Quốc. Khoan đầu kẹp ở ga vô ok nha mấy anh. Goto quay nhẹ 5 cấp trượt 1 cấp khoan, 4.8V ok không bể vỡ nha. Cái thứ hai là một con khoan Nati. Con này Goto quay nhẹ luôn, đầu kẹp cũng còn khá đẹp luôn mấy anh. Không nhỏ pin, ngoại hình đẹp cũng không có bể vỡ đâu hết. Con này nhiêu vô em không biết nha, còn nó không để. Con khoan Makita, con này có nhỏ pin trong nha. Con này thì khoan luôn, Goto bay nhẹ luôn, đầu hơi kẹt nhẹ nhưng mà đầu mới nha, không bể vỡ luôn, 9.6V. Đây một con khoan Nati cổ nữa mình. Con này khoan luôn, Goto bay nhẹ luôn nè. Con này chắc 7.2V ha, ngoại hình ok không bể luôn. Với con bắn dít, con này hiệu ba đôi ô bảy, con này hiệu gì Watt nè. Nè, bắn dít đầu gao vô ok ha. Con này cũng còn khá mới mấy anh. Không giỏ pin, không bể vỏ luôn ha. Với con này con dít cũng là dạng dít nhưng mà dít gì không biết, dít điện tử hay gì không biết, nó không phải không biết phải không, không biết. Ok không bể vỏ các anh. Nhưng mà chạy không cũng không biết luôn. Nhưng mà không tắt bóp còn áp phê lắm, không bể vỏ luôn ha. Rồi mã số 1 giá là 300.000 hết một đống này luôn. Số 1 300 giùm em nha mấy anh. Mấy anh đang xem video hay thích video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Rồi. Tới số 2 mấy anh, số 2 là một con khoan Nati. Ố bậy con đèn, cái đèn Nati nha. Cái đèn National. EZ3791 DC là 12V máy China ha. Có gió pin. Này, con này thì nó gặp được luôn. Ây da. Trời ơi. Con này nó 2-3 khớp luôn mấy anh. Nè, bẻ sát xuống được luôn, lên được, lên cũng được, rồi thẳng ra luôn cũng được luôn. Con đắt bóp đây nè. Con này thì em không có thử ha. Đây, còn giá còn đẹp. Đâu? Pin nè. Đây là có pin hết luôn. Ừ, đi đây. Đi đây 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 đây. Cái đó mà để riêng ra đấy thôi lạc lộn rồi. Đèn này con đèn sợi tóc nha mấy anh. Con trái nha, ok nha. Nè còn đẹp lắm, còn sáng nha. Hai bóng luôn á. Ở trong còn bóng nữa. Có bóng sơ cua luôn nha. Thì cái này em có thử, tại vì Nati là em có đồ em thử nha mấy anh. Rồi tặng cho mấy anh gió pin về đóng pin luôn. Rồi. Ok, không bể vỡ gì hết. Con này mã số 2 bán giá 200.000 bao ship cho con này. Số 3 là một con khoan bê tông. Con này hiệu Hitachi, mã là DH15G. Con này hai chức năng, khoan thường và khoan búa. Em bán thì gồm một thân máy, cục pin, cục sạc. Máy thì em bao cho anh là chạy ok, pin sạc em không bao nha. Đây, sạc là sử dụng điện 100V, còn lên đèn nguồn. Cục pin này sạc thì nó cũng còn vô luôn á anh. Nè, em sạc để hôm giờ mà nó còn chạy luôn nè. Tay cầm còn luôn, đảo chiều. Khoan nè mấy anh, chế độ khoan ha. Con này không có điều tốc nhưng mà nó có thắng ha. Búa nè. Ok, im gu sờ gù luôn. Con này DC là 12V mấy anh. Em cho mấy anh cái vỏ bia luôn nè. Đó, máy ngoại hình nè. Con này khoan bê tông làm điện này kia đồ ok lắm anh. Thì đầu kẹp thì
Được nha, đậu kẹp không có kẹt nha mấy anh. Đậu kẹp này dặn sao này, về mấy anh nghiên cứu đi. Mà hình nhất gài gài mua thì nói chung là cái mũi mà muốn khoan máy bót đó là vừa hết. Ừ vậy ấy. Rồi ok nha mấy anh, pin thì không bao, máy bao cho mấy anh là chạy full chức năng, nhìn máy kỹ giùm em nha mấy anh nè, máy ok ha. Thì nói chung mình xài mà để xuống thì cũng có độ khờn này kia vậy thôi. Rồi mã này là mã số 3, bán giá là 600.000 cho con này nha mấy anh. Máy thì chạy ok ngon lành, hai chức năng đảo chiều cái kiểu đầy đủ. Thôi đưa bê tông luôn đây, đưa quay hết đây. Thôi đưa luôn đi, đưa đi, đưa đi, đưa đây. Ủa tao số 4 hả? Số 4 là một con cắt gỗ mấy anh. Con này hiệu Nati luôn, EZ3513. Con này đế là đế inox luôn. Không có thằng vận chuyển nào. Đây. Cái gì quay được chứ. À cái con này thì nó là về 24V nha mấy anh. Con cắt gỗ này là 24V, lưỡi là lưỡi 135. Là pin là có vỏ pin luôn. Ngoại hình máy đây, đầy đủ đồ. Với cái này thì nó bị trắng trắng này nè mấy anh, là nó bị dính nước sơn á, bị dính nước sơn nha, chứ không có phải ấy đâu. Con này thì chạy không? Bán không? Bán con này bán không? Chạy hả? Nó đang lửa, nó đang gắn cái lửa hợp kim luôn, cắt sắt nha mấy anh. Lửa không mẻ phải không? Hình như lửa này không mẻ luôn mấy anh ơi. Ai có một gan. Lưỡi mẻ có một gan một hả mấy anh ơi? Con này lưỡi mẻ có một gan một ha, để lấy pin thử. Này kêu là dịch lạc á. Này gã sao trời. Tăng cỡ viên sao tăng? Tăng cỡ viên. Có. Ê, vậy đúng không? Chạy luôn mấy anh ơi, chạy ok nha. Nhưng mà pin em thử con cục pin này có 12V nè, mà máy nó 24V lần, chạy ok nha. Con này thì chạy ok, có vỏ pin này kia luôn. Rồi con này thì em bán giá là 400.000 cho con này nha. Mã này là mã số 4 nha, giá 400, bao xếp. Lưỡi 135, lửa hợp kim mẻ một găng. Rồi tiếp theo là em lên một cái thùng bắn dít mấy anh. Cái thùng này còn ok nghe. Ủa thùng này bị nứt đây xíu, bị nứt lan lần nè. Nè. Hai móc ok. Nó có một con bắn dít, nó chỉ có một con bắn dít thôi. Em bán thằng máy riêng cái vỏ pin. Không có sạc gì chân á, DC là 12V hiệu Kit nha mấy anh, made in Taiwan ha. Taiwan ha. Đầu dít ra vô ok. Nè, Goto quay nhẹ luôn nè mấy anh. Goto xoay nhẹ nè. Rồi, con này thì em bán là mù. Không có bao chạy nha mấy anh, tại không có pin. Nè. Không có cục sạc. Ủa không có cục sạc. Với đâu pin này đâu có chạy đâu mấy anh. Phải có cục sạc mình sạc vô mới được. Rồi, con này thì em bán giá là 230. Mã số 5 hả mấy anh. Cái máy này 230.000. Số 6. Số 6 là một cái máy này là máy rửa xe á mấy anh. Nó xài đế chung pin Makita mình ha. Con này để em thử, để lấy cục pin đang xài thử rồi bán thử luôn. Máy thì nó còn chạy mấy anh, thì cái đầu nó bị vậy nè, mất đầu thôi vậy á, bị mất đầu thôi vậy, không biết, nó chỉ còn cục vậy thôi. Nó chân nó là nó xài chung với chân Makita mình luôn, còn chạy ok. Rồi, cục này thì em bán giá 200.000 nha. Mã số 6 giá 200, bao ship. Số 7, em có cái đầu cắt cáp mấy anh. Cắt cáp cái đầu này thì mình gắn cho mấy con cáp, ca tút đồ được, đúng không anh?
mấy con cá tút rồi đó, thì nó chỉ có cái đầu thôi, lưỡi thì là nó chỉ mẻ nhăm nhăm chút xíu thôi. Đây, lưỡi là chỉ mẻ phần này đó mấy anh. Nè, nhìn kỹ nha. Lưỡi là chỉ mẻ phần này chút xíu thôi, không có mẻ lớn, còn phần ngoài này là bóng lưỡng luôn ha. À, còn đầu gài luôn đó. Nè. Gài cho liếc nhẹ mấy bé. Nè. Này con đầy đủ đầu, mẻ chỉ mẻ cái chút xíu xíu thôi. Rồi, thì cái cục này thì cũng còn mới mới. À, nó có bị dấu nứt đây xíu, nứt đây nè. À. Rồi, cục này mã số 7 nha mấy anh. Em bán giá là 350 ngàn cho cái cục này. Số 7, 350. Số 8, cái con. Ủa vậy, cái con này là con, mấy anh nào mua con này thì nói là mã con khoan bê tông bốt. Tại vì cái con này mới bị hoàng về mấy anh. Hoàng về một lý do rất là mắc cười luôn, không biết làm sao nữa. Hồi cái bữa em bán á, anh mấy anh không tin thì mấy anh cứ tua lại video ngày, em cũng không biết video ngày mấy nữa. Mà cái con này là em có bán rồi nha. Em cái lúc em bán nó là em bắt mù không có bao sống. Nhưng mà cái ngoại hình mấy anh nè, nhìn nè, cái con này là bữa đem bán nè. Nè, đúng cái mã luôn nha. Mã của nó là gì đây? Số bot ha, bot gain money nè ha. Cái số nó mang đi coi y chang luôn. Đó. Nhưng mà bữa đó em bán á, là cái đít này nè anh, anh cầm cái này coi. Cái chỗ này nè là nó không có bị khại, không có bị gì hết trơn á, là cái tem nó người ta nằm thẳng băng vậy nè, mà cái chỗ này nó không có bị cại, không có dấu gì hết. Nhưng mà em không biết em sai, em gửi ra tới, em gửi ra cái ông khách đó đó, là bây giờ nó về, nó bây giờ nó trả về em là như vậy đây, là cái tem nó nằm lên vậy nè, đúng tem, đúng mã, đúng máy của em, nhưng mà cái tem nó làm vậy nè, nó cái tem nó lên, nó nằm lên cấn vậy đó. Xong rồi ở đây có dấu cấn, dấu cại luôn mấy anh nè. Cái máy của em á, em bán á là em chụp hình lại là nó không có, nhưng mà ra tới khách á, khách nói bị vậy, khách không nhận, thì nói chung là khách cũng khách mối, khách quen thì thôi không nhận, thôi hoàn về. Nhưng mà em bảo đảm mấy anh luôn là cái lúc mà em bán trên clip sao là em gửi cho mấy anh vậy, em không có gỡ, không có cại gì, làm gì chi mất công đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mấy hàng shipper á nó cũng không có vậy luôn, em cũng không biết lý do nguyên lý làm sao mà nó như vậy, em cũng không biết. Chỉ có shipper với ông khách thôi, chỉ đúng rồi, chỉ có thằng shipper với ông khách thôi. Bây giờ vậy để em muốn biết, bây giờ em sẽ cho mình cho tiền shipper luôn rồi. Mình kêu nó nói thử coi, nó nói không biết liền. Con này bây giờ em bán dại vẫn bán là 400, nó 4 triệu cho nó liền. Chưa. Cái con này em bán lại, em vẫn bán mù luôn á anh. Thì nói chung là ở trong nó cũng không có ấy gì đâu. Nó cũng còn thử luôn hả? Thử luôn. Bữa đó em bán là em không thử á. Bữa nay em thử luôn cho mấy anh luôn. Con này là made in Germany ha, 24V nha mấy anh. Đúng chưa? Đúng cọc chưa? Trời ơi, chạy em lấy cục pin khác mà anh ơi. Rồi em thông báo với anh luôn là con này bây giờ, bữa đó là em thử chạy, không biết em nói anh tin không, không biết. Nhưng mà bữa đó là em thử là chạy, nhưng mà thật sự luôn là em không có pin, em làm biến câu cho nên là em bắn mù. Nhưng mà bây giờ nó về em là nó chích queo rồi. Em thử lại là nó nóng hổi nha anh. Nó chỉ tẹt lửa một cái xong rồi bây giờ em bóp lại còn ngay chỗ còn nó nóng hổi luôn. Lại con này chắc em nghĩ là ông khách ông thử lộn cọc là hư của em rồi, cho nên ổng trả về em không lấy thôi. Thì với con mày á, bây giờ em bán cho mấy anh á nhiêu ạ? 250 hả? 250 thôi mấy anh. Thiệt em nói mấy anh không biết mấy anh tin không á, nhưng mà thật sự là bữa đó em thử là nó chạy luôn á. Em sẽ làm việc với thằng shipper với cái ông khách này lại. Em sẽ làm việc với lại với shipper này. Mã này 250 ngàn thôi. Về cho mấy lấy đồ ha. Rồi, cái mã này là mã máy bot 250 ngàn. Hay là mã bơm 250 luôn cũng được. Nãy cái mã số 7 đúng không? Rồi, số 8 em lên một cục pin. Cục pin Makita 14.4, pin này Leon với anh 3AH, cục này nhận sạc. Pin còn lên ha. Anh Tăng ơi, anh bỏ nó lên xuống đây thử cục pin cái nè.
lấy cục sạc này thử được không? Đâu có thử không? Đồng hồ đâu? Đây cái cục này thì em có gỡ ra rồi cho mấy em để chưa để đo cái cho chắc. Đồ sĩ biết đo này nữa. Anh bây giờ anh điện shipper cho em. Nè anh đo có mấy cục pin, hai cục pin này đi cái rồi làm gì cái vụ đó. Vậy phải không? Đúng chưa? Rồi đúng chưa? Đúng rồi. Đây. Cái cục pin này thì em đo nó còn lên được 15V đúng luôn em anh. Đúng 15V. Chứ không phải là anh điện shipper thôi, xong rồi đi làm lại giờ nó thiệt với em đây, nó không làm gì. Nó thiệt gì? Cái gì? Đây, ở trong đây mấy anh sale là sale Samsung giùm em á. Nha, dấu hiệu nước vô cũng có, nhẹ vô nhẹ à. Sale còn đẹp. Đây, nó vô có chút xíu ở chỗ này thôi à. Vỏ ok không bể nha. Thì cái này ốc ác móc này kia đầy đủ. Mấy anh mua thì em sẽ gắn lại. Bây giờ em sẽ test vô máy nha. Gắn vô máy, máy chạy nha mấy anh. Đây, còn test sạc nè. Đây. Sạc vô nha. Thì nói chung là bao cho mấy anh là nhận sạc pin. Bao là còn nhận sạc pin nha, mã số 8 nha mấy anh. Em bán giá là 350 bao ship cho cục này. Số 9. Số 9 em là một cục pin Hitachi. Hitachi là Hikuki luôn á. 6A 18V li-ion luôn, cục này cũng còn nhận sạc luôn. Cục này kiếm cho con cục sạc nó chút xíu rồi. Hỏi anh ta cục sạc đang kiếm ai có chắc cục này quá. Đây. Đó. Không phải vậy em nữa. Sao ta? Ờ chắc nó đúng đó. Đây, em đó cục này nó còn lên 18 nha mấy anh. Ủa? 20 rồi. Chưa tới. 19 rồi. Không, 15, 16, 17, 18. Cái cục này lên còn khoảng 18 thôi mấy anh. Còn 18, khoảng 18 thôi, anh nhìn là nhìn dưới á, thấy sao đỏ cho anh. Pin nè, sale nè, đẹp ha, Samsung ha. Khá là đẹp luôn. Cục này hình như là nước vô hình như không thấy mấy anh. Nè. Chắc cũng có nhẹ nhẹ thôi, nước nhẹ nhẹ thôi chứ nó em thấy là sale còn rất là đẹp luôn. Đây. Cục này thì nó cũng là nhà sạc pin luôn ha. Hitachi đâu rồi? Đó, chú sợ đúng rồi. Đây. Gắn cho máy, máy chạy nha mấy anh. Rồi. Giờ sạc, lấy cục sạc nó mới được. Đây, bây giờ em sẽ test sạc nha mấy anh. Đấy cục khác mà nó không phải cục sạc này à. Cục này mới đúng rồi mấy anh ơi. Sạc nè mấy anh. Sạc vô này nha. Thì nói chung á là pin là 33 bao cho mấy anh á. Nhận sạc pin. Ok ngon lành. Còn lên von. Pin thì trong đẹp vậy đó. Bên ở ngoài vỏ ngoài cũng đẹp luôn. Rồi, số 9 em bán giá 450 nha mấy anh, bao ship. Số 10 em có một cục pin này. Cũng mà lithium ion luôn. Ion luôn ha, G20 gì nè. Hiệu gì đó. Bố Wobat gì nè. Máy này em biết rồi, mấy anh có máy không em không biết nhưng mà về không ấy mà em lấy sale ha. Đây, 20V nha mấy anh.
20V, ủa 20V là mát luôn, là nó để này 18V nữa, 36 WH ha. Rồi cái cục này thì em bán giá 200.000. Cục, ủa anh Tân ơi, cục này không thử phải không? Cục này nè. Đó hả? Đôi giày đúng không? Coi giùm cái trời. Bỏ mẹ nó đi. Đâu có gì đúng không? Sao lên giữ? Trừ lên nó đúng rồi, 18 con mà. 18 như vậy về 18 hả? 18 con nha anh. Thì em biết đâu đâu nó còn lên á. Cục này mấy giá 200.000, mã số 10 200 em ha. 10 mọp em lên 2 4 6 8 một chục chở. Một chục chở pin em anh, em bán giá 150.000 bao ship ha. Cục này là cục Hitachi 12V. Dạ ok, không bể vỡ. Cục Nati 12V. Cục này hiểu gì em không biết. Cục này máy gì em không biết luôn á anh. Nè chữ nè. Cục này con bán kích Trung Quốc hay gì á, 12V. Cục này cũng Trung Quốc luôn, 14.4. Cục này boss 9.6. Cục này Trung Quốc luôn, 24 hay gì em anh. Ủa 18V, cục này 18V ha. Không bể em anh. Cục Makita 9.6, cục Hitachi. Ê cục này bể rồi. Đăng ai có cục bể anh thấy không? Cục Hitachi này nó hơi bị nứt nha. Hả? 9.6. Có một cục nó bị nứt ở đây nè. Mà anh về lấy đồ cũng được, lấy cái đầu này cũng được. Với cục Hitachi 12V. Rồi mã số 11 bán giá 150.000 bao ship ha. Rồi tiếp tục mã 12. Cũng nhiều quá đó mà. 4 7 10 nha mấy anh, cũng chục cục luôn, 150.000 mã số 12 em ha. Cục này Trung Quốc luôn, 18V nữa mà. Mấy cục pin này thì mấy anh về lấy vỏ nghe chứ xài không được nha mấy anh. Cục Hitachi 7.2. Cục Hitachi 12V. Cục Boss 9.6. Cục Makita 12V. Cục Makita 12V. Cục này Trung Quốc 14.4. Một cục này Hitachi 9.6. Cục này máy Trung Quốc luôn, 12V. Với cục này Senko 14.4 luôn. Rồi mã 12 cũng chục cục nha mấy anh. Mã 12 150.000. Mười ba em lên con máy mài, con này hiệu Hitachi, bọc lưỡi chụp lưỡi ok luôn ha. Đít mũ mình nhôm, sử dụng là điện 100V. Con này công suất của nó là 760W. Tô con này là nó 9,5 nha anh. Máy chạy ok, không kêu không rung nha. Con này mã 18 giùm em ha. Em bán giá là 280.000. 13 280.000 bao ship. 14. Một con máy mài nữa. Con này hiệu Makita, chụp lưỡi bọc lưỡi cũng đầy đủ luôn, sử dụng đá cắt tớt, sử dụng dẫn điện 100V, công suất con này nó là 670W. Dòng tua con này 12.000 em anh. Nè, vỏ mũ nha, dây điện cũng còn luôn. Máy chạy im không rung nha mấy anh. Con này chạy im không rung nha. Lửa chỉ nheo nheo thôi, không có lửa lớn đâu, im ru à. Con này mã số 14 em bán giá 300.000. 14 300 bao ship. 15. Cái con này là con bóp đít rồi nè. Tại vì cái anh này anh bị mổ gục thừa, cho nên là bữa sáng lại là anh hồi em, cho nên hôm nay em bán lại ha. Con này là con hiệu bóp ha. Tem mất tiêu rồi mấy anh, công suất không biết được nha. Bọc chụp lưỡi còn, sử dụng đá cắt tắt, sử dụng dẫn điện 100V, vỏ mũ nha, hiệu bóp. Con này thì mấy anh ai có coi đít rồi á, là con này không có lửa nha. Không có lửa nha mấy anh, chạy ok, không rung nha mấy anh, không có bị rung đít nha.
Con này em bán vẫn 300 ngàn, dây điện đầy đủ. Anh mua mà sáng cái anh nói bị mẫu cục thừa mà anh, cho nên là hồi lại 15 nhắm anh, 300 ngàn. 16 em lên con mài nữa, con này hiệu Hitachi. Vẫn sử dụng là đá cắt tất, sử dụng điện 100V. Con này công suất của nó là 530W, dùng tua là 12 ngàn. Chụp lưỡi còn, bọc lưỡi không có, ngoại hình là vỏ nhôm mấy anh, cũng còn khá là mới. Mà im nha, lưỡi chỉ nheo nheo luôn, khá là im luôn. Không rung nha, im rung, không rung. 16 con này em bán giá 250 ngàn. 16, 250 bao ship. 17, một con này là con Toshiba. Bọc lưỡi, chụp lưỡi, lưỡi còn luôn, dây điện cũng còn luôn. Sử dụng là điện 100V, con này công suất của nó là 550W, 530W hay gì, 550 mấy em anh. Tại vì tem nó mờ, không thấy rõ em anh, dùm tôi cũng không thấy rõ luôn. Dây điện cũng còn hai vỏ nhôm ha. Còn một cục đá mài luôn. Lưỡi chỉ nheo nheo không lưỡi lớn nha, im không rung nha anh. Con này nó im, không có rung luôn. Rồi con này em bán giá 220 ngàn. Mã số 17, 220 bao ship. 18, một con máy mài nữa. Con này hiệu Hitachi à? Phải không? Hitachi á anh, hình như mất tem hết trơn rồi. Con này mất tem hết trơn rồi. Dây điện còn có quấn keo ha, bọc lưỡi chụp lưỡi còn đầy đủ, tem mất tiêu rồi. Cái này hả? Hitachi hay Makita gì á, nó hơi cổ nghe anh. Con này cổ rồi. Để chạy im không? Dây điện còn nhưng có quấn keo nhẹ à. Im luôn. Im ru luôn. Lưỡi chỉ nheo nheo không lưỡi lớn ha. Không rung luôn nha mấy anh. Con này nó không có rung luôn nha. Im ru luôn, không rung. 18 em bán giá 180 ngàn, bao ship. 19 em lên con máy mài mấy anh. Con mài này lưỡi lớn nha. Dây điện còn, đồ mở còn luôn. Nè, đồ mở nữa nè. Chụp, cái chụp còn luôn nha. Cái chụp còn luôn. Hiệu là Hitachi, vỏ nhôm á. Sử dụng là điện 100V, con này công suất 760W. Dòng tua con này là 4.300. Lưỡi là lưỡi 150. Con này gắn đá được đá 150 lận nha mấy anh. Con này gắn đá được 150, ngoại hình đây. Lưỡi chỉ nheo nheo không lưỡi lớn nha. Không rung nha. Con này em bán giá 450 ngàn. Mã số 19, 450, bao ship. Tiếp theo, một con mài thẳng anh. Mài thẳng mà con này bị lỗi nhẹ rồi. Con này ôi, mất tem trơn rồi, hết thấy đường rồi. Sử dụng dẫn điện 100 giùm em, hiệu Hitachi hay gì em anh ơi. Thì con này mài thẳng á, mài cốt nó bị cong rồi. Anh Tăng, con này cốt cong hả anh Tăng? Cốt cong với nó bị gì hả? Hôm nay bị găng nó bị ai trơn hả? Anh làm gì hả? Cái găng nó bị gì? Cái đầu cốt hư rồi. Cái con này thì mấy anh về một ở đồ, hai là chế cái này lại. Cái cốt hư rồi mấy anh, cái cốt nó bị... cũng như nó có găng á mà nó bị dập hết rồi, dưới nó bị cong. Hitachi nha. Chạy em đu à. Có lưỡi nheo nheo ít nè mấy anh ơi. Con này con số 20 bán giá 200 ngàn. Số 20 bán giá 200 ngàn cho anh về lấy đồ ha. 21 là một con khoan Gyobi. Con này vỏ mũ một chiều không đảo chiều nha anh. Con này thì đầu kẹp 6 ly rưỡi. 6 ly rưỡi. Sử dụng là điện 100V.
Con này công sức của nó là có 100 mấy watt thôi mấy anh ơi, 100 mấy watt thôi nha. Ủa con này đâu phải hiệu ga chị mà đâu phải hiệu Gilby, con hiệu hiệu là Nike, hiệu là hiệu Nike nha mấy anh chứ không phải là Gilby nè. Đầu kẹp cái vô kềm em, máy chạy con này có điều tốc luôn, lửa chỉ nheo nheo không lửa lớn luôn giùm em nha, lửa chỉ nheo nheo thôi không lửa lớn. Con này mấy anh khăn màu là ok ha, vỏ mũ luôn. Con này mã số 21 bán giá là 120.000 bao ship 22. Con khoan nữa mấy anh, con này Toshiba dây điện còn luôn, ngoại hình vỏ nhôm một chiều không đảo chiều. Con này đầu kẹp 10 ly quá, dây điện còn ha, 10 ly đúng rồi, sử dụng điện 100V. Con này công suất 185W, dòng tua 1007, lửa lên chỉ nghe nghe không lửa lớn nha. Ngoại hình đây đầu kẹp 10 ly ga vô ok giùm em không kẹt. Con này em bán giá là 140.000, mã số 22, 140 bao ship 23. Con này quá đẹp, con này hiệu Hitachi, dây điện còn ha, đầu kẹp con này 10 ly, sử dụng điện 100V. Con này công suất là 380W, dòng tua 1250, Tokyo da băng luôn, đầu kẹp ra vô ok đẹp luôn nha anh, ngoại hình nút sơn zin đẹp luôn nè. Nó là vỏ nhôm một chiều không đảo chiều, không lửa luôn, ok ru không lửa luôn nha anh. Hơi kêu đạn nhẹ nhẹ 200.000 nha mấy anh, 23 bán giá 200 nha. Đạn này mấy anh về để xài luôn cũng được, còn không thôi thay cho nó im cũng được. Mã số 22 giá 200.000. 23 nha, lộn, 23 200.000. 24. Con khoan nữa mấy anh, hiệu Makita, dây điện còn đầy đủ luôn, cũng là vỏ nhôm một chiều không đổi chiều. Đầu kẹp con này 13 ly, sử dụng dẫn điện 100V, công suất con này là 700W, tua con này 1003 nha. Ngoại hình đây khá là đẹp luôn ha, đầu kẹp ra vô ok luôn giùm em, lửa chỉ có nheo nheo không lửa lớn nha em ru. Rồi con này em bán giá là 230.000, mã số 24, 230 bao ship 25. Một con máy siết ốc, dây điện còn luôn. Con này, mấy con này chắc hiệu Ton lắm anh. Ton. Đây. Nè. Thông số kỹ thuật nó mất tiêu, tụi tiêu hết trơn rồi. Nó chỉ vậy, còn như vậy thôi mấy anh. Con này nó siết ốc á mấy anh, tua siêu chậm luôn nha. Nè. Để cho mấy anh coi lửa chứ. Có lửa không? Không có lửa mấy anh ơi, không thấy lửa gì hết trơn. Nó chậm có thể mấy anh dịnh lại được luôn nha. Ở trong nó xay luôn. Chạy ok. Con này em bán giá 350.000, mã số 25, 350 cho con siết ốc này nha mấy anh. 26. Em lên một thùng bot, còn thùng luôn, thùng mũ ok, hai móc ok luôn. Khoan hiệu bot, dây điện nguyên zin luôn giùm em nha. Bot này ba chức năng, khoan khoan búa và búa không nha mấy anh. Nó có cái đúng cái hộp, đúng cái hộp đó luôn, trong này không có gì chứ. Này ụt xị gội sức luôn rồi. Rồi, đây, con bot này mã của nó là GBH224JSG. Sử dụng là điện 100V, con này công suất 620W. Gain money luôn giùm em. Tay cầm còn. Ngoại hình đẹp. Đây, ủa, bên đây dính nước dơ gì vậy? À, cái này là bít tông nhớt á mấy anh.
nhớt, dính nhớt, mấy anh về vệ sinh thêm. Đây, có điều tóc, có đảo chiều luôn. Đảo chiều. Còn đảo chiều ok nghe mấy anh. Giờ tới khoan búa nè. Con này rồi mà sao con bóp không ra. Rồi tới khoan búa nghe mấy anh. Tới búa không nè. Tới búa không nè nha. Lỗ con này chỉ nheo nheo nha mấy anh. Đây. Đâu rồi? Nói chung là lỗ chỉ nheo nheo thôi mấy anh. Anh em. Rồi, con này bớt xịn nha mấy anh. Nó đảo chiều này kia các kiểu rồi đều ok hết. Mã 26 giá 700.000. Rồi kiếm đồ cắt chơi vậy? Tới máy cắt ton rồi. Lên. Cắt miếng chìa khóa luôn. Hả? Cắt miếng chìa khóa luôn. Trời trời. Chìa khóa có là có ấy không hả? Rồi em lên một con cắt ton nha mấy anh. Con này sử dụng điện 100V. Hiệu là Sanwa. Sử dụng điện 100V. Con này công suất của nó là 11A. Cắt được 4.5mm nha anh. 4.5L. Nè. Ngoại hình con này cũng khá là đẹp. Này có lưỡi cái gì ok đây nè. Luôn, không có mẻ này nha. Nó có tay cầm gì nè. Này chắc lưỡi ok, nè. Lưỡi còn bén luôn nha. Lưỡi phải nói là bén luôn chứ không phải là nó mang về giũa. Cắt cái chìa khóa này 4 ly luôn nha anh. Đúng luôn hả? Ừ. Rồi. Ghê vậy. Rồi né nè. Lùi luôn mấy anh ơi, mã 27 mấy anh, em bán giá 1.2 bao ship. Lửa bọng mấy anh. Mấy anh yên tâm á, lửa là không có lửa luôn. Không có lửa luôn. Lửa chỉ nheo nheo, không có lửa lớn đâu. Bé là không có lửa lớn nha. Rồi. Lửa là bao cái anh bén luôn, ngọt như mấy lùi. Còn không tin á, đút tay vô thử biết liền. Đút vô có được đâu đốt. Đó hay. Tới gì vậy? Anh ấy, anh quay đi anh ơi. Còn... Rồi, tiếp tục cái mã 28 nha anh. Em lên con máy cắt gỗ hiệu Gilby nha anh. Còn dây điện luôn. Con này sử dụng điện 100V. Công suất của con này là 6.7A nhân tua 4000 100V. Nó xài lưỡi này là lưỡi 160 nha anh. Nó đang gắn lưỡi là lưỡi hợp kim luôn. Lưỡi hợp kim luôn, lưỡi này không có mẻ nha anh. Con này clip rồi nó kia. Ủa, lưỡi này có mẻ 2 găng mấy anh ơi. Mẻ hai găng nè. Nè, mẻ hai găng hai con clip rồi nè. Nó bị quấn cái mấy cái ba giới ở trong cái chỗ này nè, nó kêu é. Em gỡ ra em lấy ra rồi, im ru. Nè. Đó, lửa nhỏ nha anh. Im. Không rung bàn lên xuống ok, nghiêng ngả bình thường rồi. Mã 28 em bán giá 230.000 bao ship nha anh. 29 em lên gỗ con này của Makita. Con này lưỡi 160 luôn nha mấy anh. Cái này có thể gắn được 165 hay gì á, 160 gì đó, 160 đi. Con này mẻ 1 căn nè.
lưỡi hợp kim còn dày nha anh, mẻ găng một thôi đây đó, mẻ một găng. Con này hiệu Makita, sử dụng điện 100W công suất 7A tua 4000 nha anh, lưỡi 155 đến 160 đó. Rồi chạy nè. Rồi 29 240 nha mấy anh. 30 em lên một con cắt Ruby. Con này nó xài lưỡi 147 nha mấy anh. Con này dây điện nó đứt, em nói cho mấy anh cộng điện về mấy anh đun vô nha. À, em nói ngay đuôi luôn, nói ngay chỗ này luôn. Đó, con này đang gắn lưỡi hợp kim luôn. Lưỡi 147 hợp kim em mẻ 1 găng, 2 găng, 3 găng, 4 găng, 5 găng, 6 găng nha mấy anh. Mẻ tổng cộng 6 găng. Rồi mấy anh ơi, con cắt gỗ Ruby nha mấy anh, sử dụng là điện 100V, con này công suất của nó là 550W, dòng tua là 3700 ha, sử dụng lưỡi là 140 đến 147 Made in China ha. Ruby lưỡi nó đang sử dụng là lưỡi hợp kim cắt cây luôn nha mấy anh. Lưỡi này thì nó giữ mẻ nhiều vậy, 1 găng, 2 găng, 3 găng, 4 găng, 5 găng gì nhóc hết trơn mà 5 gì. 1 2 3 4 5 6 găng, 7 găng luôn. Lưỡi mẹ dữ à? 7 găng. Chữ kỹ chị em kiếm vòng luôn của ta đó. Không, em mình giấu rồi mà. Nói, nè 1 nè. 2 3 nè, 4 5 nè, 6 nè, 7 đúng rồi, chính xác. Con này bán bớt lại cho anh luôn mấy anh luôn. Con này mẻ tới 7 găng luôn mấy anh ơi, dây điện nói ngoài vậy ha. Vậy mấy anh đôn vô. Con này em bán cho mấy anh giá là 170 ngàn luôn đi. 170 ha, bớt cho mấy anh 20 ngàn. Rồi con này 170, mã số 30 em anh. Đế đẹp, ngoại hình đẹp lắm, có lưỡi mẻ. Con này có thắng từ luôn. Ok em gu ha. Lưỡi chỉ có nheo nheo không lưỡi lớn nha mấy anh. Con này em bán giá 170, mã số 30, 170 ngàn, bao ship cho con này nha. 31. Một con cắt gỗ, con này hiệu Makita luôn, sử dụng là điện 100V, công suất là 1050W. Con này sử dụng đá cắt 170 đến 185. Con này tua là 4,5 nha mấy anh. Đế Atamon, dây điện còn khá là nhiều luôn. Đế Atamon nè ha, đẹp. Lưỡi đang sử dụng lưỡi hợp kim cắt cây, mà lưỡi này cũng mẻ mẻ nhóc hết trơn mấy anh ơi. Mẻ 1 găng, 2 găng nè, 3 găng, 4 găng. Cái này nó mẻ 4 găng, nhưng mà cái dạng mà nó mẻ nè, me cái mẻ nhỏ mà nó mẻ, nhưng mà nó còn me, nó mẻ góc đầu thôi, chỉ có một me là mẻ mất hết thôi, hai me là mẻ mất hết thôi, còn mấy cái me kia là nó mẻ cũng như dạng là mất cái đầu thôi mấy anh. Nhưng mà em hay nghĩ là mấy anh cắt ít ít là cắt được nha, còn ai cắt nhiều cắt không được, chứ ai cắt ít ít rồi cắt được. Ngoại hình máy đây, thử luôn dây điện nè mấy anh, một nồi. Máy chạy im ha. Em gu à, không có kêu gì luôn á. Máy chạy im giùm em. Lửa chỉ có nheo nheo. Máy bên em chỉ bao mấy anh là lửa chỉ có nheo nheo thôi nha mấy anh. Ở đây hình như nó bị lai con ốc rồi nha. Ốc này nó nè. Tại em thấy em nói luôn. Đây nè. Chắc là dặn ốc khác vô á mấy anh. Rồi, mã số 31 nha mấy anh, 260 ngàn. 32 em lên con cắt gỗ nữa, hiệu Makita vỗ mũ luôn, sử dụng điện 100V, con này công suất 650W, sử dụng đá cắt 155 đến 160. Con này dòng tua 4800. Ngoại hình là đẹp nha nè, đế là cũng đẹp, nhưng mà nó đang sử dụng lưỡi thường, lưỡi cắt cây lưỡi thường nha anh, lưỡi cắt cây lưỡi thường, lưỡi không me, mà máy ngoại hình là đẹp ha. Gù ha, lửa chỉ có nheo nheo thôi. Rồi con này em bán cho mấy anh giá là 270 ngàn, mã số 32 ha, 270, máy mới không anh. 33 em lên một con cắt rảnh, lưỡi nó có lưỡi luôn, lưỡi nó đây,
Lưỡi ok, không mẻ luôn nha mấy anh. Lưỡi này mấy anh có thể điều chỉnh nha, điều chỉnh theo độ nghiêng bao nhiêu á, mấy anh điều chỉnh. Con này không có dây điện hiệu Hitachi. Cắt nó, cắt được dày, nó cắt cái này cắt rộng là dày được 15mm nha mấy anh. Sử dụng dẫn điện 100V, công suất 1050W ha, dòng tua 9,5 nha. Cắt được 1/2 á mấy anh. Để Atamon còn cử luôn dùm em, chỉ không có dây điện thôi à. Để coi. Đây. Ngoại hình con này cũng còn khá là đẹp ha. Con này thì không có thắng từ. Lửa còn ok. Lửa này thì mang về điều chỉnh ha. Em coi có lửa không. Lửa chỉ có nhiêu nhiêu không lớn nha anh. Rồi 33 con này em bán giá 280.000 nha. 33 280. Nổi cái lửa mà anh mua hết nhiêu tiền rồi. 34 em lên con cưa xích. Con này hiệu Hyundai qua. Lam còn, dây điện cũng còn luôn. Rồi bọc lam còn luôn. Con này nó bị mất tiêu cái nắp chỗ này em anh. Cái nắp mà nó có cái lỗ mà mài đá này nè. Nó kiểu dán lại nè. Vậy mà anh kiếm gì mà anh dán bít lỗ lại nha, để nó văng bụi vô mặt á. Con này hiệu Shidawa. Lam cũng khá đẹp. Lam con này 2.8. Sử dụng điện 100W, công suất 12A nha anh. Công suất 12A tua, không thấy không có để tua. Đó, con này bơm nhất tay này, lỗ này không có nắp trắng lên trước. Cái bọc thì không phải của nó đâu, lụm để vừa đắn vô luôn. Trời ơi. Nè bấm nhớt nè. Bớt nhẹ thôi, văng xe đèn. Quá trời luôn. Rồi, ô bơm nhớt là ok ha. Con này em bán giá 350.000, mã số 34, 350. 350 em anh, nó chỉ bị lỗi lỗ này. Vậy mà anh lấy đồ mấy anh ráp lại để văng bụi vô mặt luôn đó nè. 34, 350.000. Nó văng nhớt vô mặt á, chứ văng bụi gì. Thì văng nhớt, văng ba giới, văng đủ thứ luôn. Cái gì nó rồi, tiếp tục. Mã này là mã số 35. Con này là con Makita, con cưa xích Makita. Cần dây điện và thối thần. Con này làm 2.8 luôn. Sử dụng dẫn điện 100V, công suất 1100W. Con này dầu tua là nó là 250 hả? 450. Em màu trên min á. Rồi. Đẹp. Bốn bơm nhất tạ từ đại tay. Làm xích nói chung không bén, về mà anh phải vũa bén nha. Đây, đít đồ này. Đọc mã nó không quên nữa. Lửa chỉ có nheo nheo không, lửa lớn nha mấy anh. Mã là Makita. Năm mấy á? 5011B. Bơm nhớt ok nha mấy anh, giờ dơ bản tôi trời. Mã 35 nha mấy anh, em bán giá là 480.000, bao ship cho con này luôn nghe. Máy chạy im gu luôn, mới. Nó đời sau của 5012 đang năm thôi. Đời trước. Ủa đời trước. Ờ trước của 5012 có 1 năm thôi. Rồi con thấy bột 36. Con này hả? Con đánh bột nó hơi dơ nha. Nói chung là ngoại hình nó hơi gớm luôn nha mấy anh. Cái cây đánh bột còn luôn. Thôi cái công dịch nhẹ thôi. Đánh bột hơi công nhẹ. Hơi công nhẹ, ngoại hình nó dơ dữ lắm nha mấy anh. Nó mất tiêu không thố hết trơn rồi. Con này Hitachi nữa. Nè. Con này bèo gì cũng khoảng chừng 600-700W mấy anh. Chắc 700 hơn. Đem màu đen nè. 700 á. Có chân dịch luôn. Mà bị công nhẹ. Đó, nè nó công vậy nè. Bị lắc nha. Nó bị rung nha. Nhưng mà cái tay cầm hơi rung hơn. Tôi chậm ha. Má con này nó dơ quá à. Mà im, không kêu đạn chân, tay cầm em luôn nha mấy anh, lửa chỉ có nheo nheo không, lửa lớn nha. Dây điện quấn keo chút nhẹ. Rồi mã 36 em bán giá 250.000 nha mấy anh. 36, 250 nhưng mà nó dơ dữ cái lắm nha. Cái giống như là cái cánh quạt cái cây không ngày vậy mà anh, chứ không phải là do nó cong không đâu. Nhưng còn xài được. Số 6, 250. 250. Về mà anh trộn thuốc phân á, này kia rồi kiểu là ngon lắm. Khỏi cần đánh bột, trộn thuốc cũng ngon nữa. 37. 37 con bào ế liếp rồi nè. Rồi ế.
tối hồi. Bị hồi là xui luôn á, ngộ vậy. 37 con bào này hiệu Hi Tai Chi nha mấy anh. Dây điện một nồi. Dây điện là một đống luôn, sử dụng là điện 100V. Con này công suất là 1330W. Con này bào lưỡi 136. Nó có điều tốc luôn em anh, điều tốc 8.000, rồi 10.000, 12.000, 15.000. Có điều tốc luôn. Cục này thì lên xuống ok. Ngoại hình là cũng còn khá là đẹp. Đây. Lưỡi này. Đít nè mấy anh. Lưỡi là không mẻ nha. Hay giờ chung diện anh chị xem lưỡi nè. Lưỡi là không được bén cho lắm nhưng mà lưỡi là không mẻ nha mấy anh. Zoom chị mất công. Khi nè anh zoom bằng tay nè. Zoom tự động công nhận, nó zoom cái là zoom liền, đừng ướt cái điện thoại này xịn. Thử luôn, khỏi đi. Cái con này không có lửa, đã nói trời ba chấm anh luôn. Ba lửa. Ba không có lửa nha, ba không có lửa nha. Có đèn ba mềm luôn. Con này có đèn ba mềm luôn nha anh. Bùi tóc đi. Giờ chạy lớp chậm nhất nè. 8.000. 10.000. 14.000. 15.000. Cái này mấy anh bóp còi vô từ nó chạy chứ phải chạy hù liền nè. Nè. Nó có chế độ đề ba mềm á anh. Mã 37 giùm em nha. 37 giá 700. Để lên xuống bình thường nha anh. Rồi, tại có người đặt nhưng mà tại tối anh đó anh hồi. Hồi xong xu luôn. 38 một con máy đục. Con này hiệu Hitachi, đục 17 ly, hai chức năng, khoan và đục, dây điện còn ok luôn nha mấy anh. Dây điện có mấy cây nhẹ cái à nhưng mà còn xài được. Con này thì Hitachi, mã của nó là GH42 ha. Sử dụng điện 100V, công suất của nó là 1140W. Dòng tua con này là 370GBM. Ngoại hình rất là đẹp. Nó còn cái cục mũ này luôn là anh biết, mấy anh biết là cái máy nó xài ít ha. DH42 em cho mấy anh cái mũi đục của luôn đi. Mũi đục cũng dài cỡ 4 tấc. Dây điện nhiều lắm. Lấy xin ra anh, em đo thử anh. 4 tấc không? 3 tấc 4. Mũi còn nhọn quắc luôn. Mũi còn đẹp ha. Mũi cho mấy luôn. Lưỡi chiều dài 3 tấc 4 luôn. Lưỡi hết nha mấy anh. Ok. Em đu nha. Thật không? Bóp đại đi. Lấy cái lưỡi cắt. Rồi. Cái mau cho mấy anh lò đục ok. Nhưng mà tại nhà có con nít không dám đục nhiều mấy anh ơi. Không dám đục mạnh mà thử hai chút nha. Ở cái mũi đục nè. Tại không có mua ly thôi. Chứ nó còn nè khoan nè. Rồi mã 37 nha mấy anh, giá là 700.000, bao ship cho con đục này tặng mũi đục. Mã 38 700 bao ship. Không phải là không dám thử đâu, tại vì không phải là không thử nhiều nhưng mà nó có con nít ra mấy anh cho nên là em không thử thôi chứ không có con nít là em thử cho mấy anh coi thì sao luôn cho đó. Rồi, con đục này con đục thư nha. Đục này đục thanh lý. Con này hiệu Hitachi BG. BG40 vậy á. 40F. Sử dụng là điện 100V, công suất 1050W. 17 ly, một chức năng. Không có dây điện. Chạy có lửa, thanh lý về cho mấy anh ai có làm gì được làm. À là mấy anh có lấy đồ được lấy. Đục dữ chạy rồi. Thì còn chạy nhưng mà lửa không nghe, mà đục là mấy anh nghe đục khủng khiếp. Con này em bán giá là 300.000. Gì? Đọc rồi. 300 nha anh. 39 giá 300.000. 40 một con đục Makita, con này em cũng thanh lý luôn, nó có lửa luôn. Con này hai chức năng nè. Hai chức năng. Có lửa. Đầy đủ đồ hết nhưng mà có lửa mấy anh thanh lý luôn ha. 280.000, mã số 40 280, không có dây điện, đục thì vẫn còn đục mà lửa dữ lắm anh. Rồi, hiệu là Makita. Mã con này là 700 gì đó. 700 gì? 70000 luôn. 700 có chữ gì cuối cùng. Sử dụng
là mồ điện 100V công suất con này 8A 760W, dòng tua là 2008, con này lửa thanh lý giá 280.000, mã số 40-280. Lên luôn, thấy luôn hả? Rồi em lên một con này nữa mà anh, bị lỗi nhẹ đây, bị nứt lặn đây nè mà anh, nãy mà anh thấy không, bị nứt một lần ngay chỗ này, dưới đâu, dưới ở đây, nứt nhẹ chỗ này nữa, còn cứ ngắt nha, nhưng mà nó còn cứ ngắt à, nó chỉ bị nứt thôi, anh về khỏi gia cố luôn, sử dụng luôn cũng được, bàn là còn đẹp, ngoại hình cũng còn đẹp luôn, hiệu Hòa Hitachi. Rồi lửa chưa để lấy bút lông đây, ở đằng này mà lưỡi là 382, đang sử dụng là lưỡi hợp kim cắt cây, lưỡi 382 ha anh, làm dấu chỗ nào đó. 1 rồi mẹ có găng một lưỡi hợp kim, chỉ mẻ một găng một thôi nha anh, bị lỗi hai chỗ bị cấn thôi, nhưng mà nó nứt đây, con thấy còn hiệu cứ ngắt à. Chi sử dụng điện 100V công suất con này nó là 14A tua 2003 nha mấy anh. Xài lưỡi 382, ngoại hình cũng còn nói chung ok. Bàn này. Ngoài xanh lè luôn. Bàn nè. Không mà con này đẹp mấy anh ơi. Dây điện còn luôn ha. Dây điện còn luôn, cũng dây điện cũng còn dài dài nữa mà. Đây nó thiệt cái người đó. Cắt bàn luôn. Nhậm nhò gì không dám cắt. Né ai. Bàn mối. Con này có thắng từ ok em gu luôn nha mà. Thiệt nó em rất là em luôn. Này em bóp. Rồi. Lửa chỉ có nheo nheo nè, không lửa lớn nha. Rồi con này mã số 41 em bán giá là 750.000 bao ship. 750 bao ship cho con này nghe mấy anh. Đây. Rồi. Mười mấy ký ạ. Rồi em lên tiếp theo một con cắt cơ róc. Con cắt góc hiệu Makita. Cắt góc hiệu Makita mã là LX1030. Sử dụng là điện 100V công suất là 1380W. Dòng tua con này là 4600, sử dụng lưỡi 240-260. Cắt góc này thì nói chung là còn khá cũng đẹp lắm. Bàn đẹp, xay xay được 45 độ nghe mấy anh. Xay được luôn nha. Còn xay được luôn. Ừ. Thấy bàn không? Thấy. Con này không nghiêng được nha. Bàn thì có dấu nè. Có dấu nhẹ cái chỗ cắt nhẹ à. Xay được nha. Xay được 45 độ. Để. Nó chỉ có xay thôi, nó không có nghiêng được. Để vậy ha. Không còn mới. Con này còn mới lắm mấy anh ơi. Lưỡi nè, coi coi lưỡi có mẻ không, lưỡi không có mẻ hay gì. Lấy viết làm dấu. Có làm dấu. Sao nó lưỡi mẻ? Vậy nhớ lộn con khác rồi. Từ từ cha nội ơi, lưỡi nó khích gạch đó, không thấy đường, lỡ nó mẻ mất công lắm. Không. Con này lưỡi là ok. Lưỡi 2 tấc 6 hả? 6. Nó đang sử dụng hết lóc luôn đó. 2 tấc 6 mà nó sử dụng được 24-26. Nó đang sử dụng lưỡi 2 tấc 6 hợp kim cắt cây, ok, không mẻ găng nào luôn nha. Lưỡi còn đẹp anh ơi, đúng rồi, lưỡi 2 tấc 6 luôn. Dây điện còn khá là nhiều luôn. Rồi. Mà dây điện con này có thay rồi gì á. Cũng dây điện có thay rồi nha, nhưng mà dây điện còn nhiều nha mấy anh. Đó chỉ có nha 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 nè, có thắng thường luôn. Rồi, con này ngoại hình ok vậy đó, không có bể vỡ hay bị gì hết trơn á nha mấy anh. Rồi, con này mã 24 em bán giá 42, giá 950 mà. 950 bao ship. 43 nè. 43 em lên một con cắt gỗ bàn nữa mấy anh. Con này thì bị mất cái bọc rồi. Mất cái bọc lưỡi ha, bàn dưới thì còn ok mấy anh, về chế cắt bàn đồ cũng ngon lắm. Hiệu Hitachi sử dụng là điện 100V, con này công suất con này là 10A. Dòng tua con này là 2200 ha. Lưỡi này cũng 300 mấy nha. Cảm ơn, dịnh ơi.
lưỡi khoảng ba tấc rưỡi mà thì nè hết mình... lóc nè ba tấc sáu nè ba tấc tư hay ba tấc rưỡi thì cho ba tấc tư đi lưỡi là chắc lưỡi ba tấc tư hay ba tấc rưỡi mà anh em đo hết luôn á là ba tấc sáu còn cái gắn không có tay cầm luôn nó còn cái đồ để gắn cái lưỡi cắt vô nha nè còn cái đồ để mình gắn lưỡi cắt vô nha. Không gơ mà hình nó chỉ nhẹ. Dơ thôi dơ với hơi xấu thôi mất cái bọc rồi nhưng mà lên xuống được thấy chỗ này không thấy ê để em dùng nó lên nó bự lên thử rồi đó ok đúng rồi em ru rồi mấy anh ơi lửa không có lửa mấy anh không có dây điện á để tôi chắc là bị lỗi bớt sát nữa chạy bớt hơi thở nữa chạy không chỉ nhau nhau lửa chút xíu à im luôn cái này nó gãy tay nó có cây cong đây nè điểm một tí nè mã 43 bán giá là 400.000 bao ship 44 em lên một con cắt bàn á anh con này Cinewa á bị mất một cái bọc ở đây nè mất tiêu ha nhưng mà chụp cái mình để mình gắn cái đá vô là còn eto kẹp nhanh còn luôn eto bị eco vô được bàn á là bàn sắt cũng hơi có xét với có móp móp nhẹ gặt lên gặt xuống thì cũng nhẹ mà anh dây điện thì còn luôn ha mất tem rồi con này công suất tại cũng 14A ha chứ không có ít đâu 15A mà anh mất tem lật đít lưỡi nó là lưỡi 305 ha không còn đủ hung luôn nhưng mà cái bàn nó hơi mất nhẹ thôi mấy dành về khỏi khỏi còn nó sắt á nó xét vậy nè nhưng mà nó không có bị mục nha không mục cái tô kẹp nhanh đây vô được luôn rồi ok lưỡi là 305 gì đó được. Nè chạy nè đấy, nè có chuyện dây mát nó má ơi đâu vậy nè ai vĩnh đâu chừng anh đụng dây mát á sao dây mát mà giật cái giật á nữa này bể gì trời nhờ vậy tới không chuyện luôn mà cái eto bị nứt lằn ngay chỗ này em anh bớt nữa nhờ á đâu đụng vô đây nó giật nè đụng vô đâu hai cổng dây điện nè ghim lại cái đụng vô thử lại đi trời giật cây ảnh cũng tội nó giật chỗ nào biết nãy nó giật hay là tại tay anh nó giật đây. Không có giật gì kỳ tiền không mấy ơi tốn tiền mất tiền vậy mấy anh kiểm tra lại nghe mấy nãy biết đụng đâu đụng vô điện giật á chỉ có lửa nhỏ thôi không có lửa lớn không có bể vỏ đâu hết nhưng mà về mấy anh vệ sinh thêm lại nha nãy không biết có phải đụng vô đây giật không, điện không mấy anh về hai cộng dây điện mẹ đi cho rồi con này bán nhiêu giờ 6.5 mất 50 6.5 nãy sửa hai con đó nha 6.5 nghe má anh con này 6.5 khác đi ghi chỗ khác cái nhỏ này ghi ở dưới nha 6.5 nha má anh 6.5 rẻ rồi đó má chạy ok nhưng mà tại lý do nhầm cái tô nó nứt nhẹ nha anh không sao đâu rồi tiếp tục cái bàn nè hết thay đường rồi xuống đây đi rồi em tới cái bàn máy cắt má anh kéo bì chiều dài về nó là 45 ủa 55 40 rộng là 40 nghe má anh còn đó lần này luôn cái lần này là 38 là má anh gắn được lưỡi 3 tấc 8 2 nãy quá 3 tấc 7 đi má anh trừ hao nữa cao lên là từ dưới đất lên tới mặt luôn 35 nha mấy anh thì cái bàn này nó còn đẹp đây nè
Đó, nó cũng không có, nó cũng nói chung mà còn cứng ngắc hả mấy anh. Về ai ấy mình để cái máy lên luôn à. Rồi lật 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 lên giùm con cái chút xíu. Này, chân á thì nó có xét như vậy nè mấy anh, tại vì để dưới nước mà nó cũng phải có xét như vậy nè. Nhưng mà xét nó không có mục nha, cũng không có liên quan gì chứ. Nói chung là còn cứng ngắc à. Còn cứng ngắc ha, cái này nó gắn bánh xe á mấy anh, gắn xe hả, gỗ ghẻ gì vậy nè. Rồi cái bàn này em bán giá là 450 nha. Lật lên. Số 40. 45 á anh. Em bán cái bàn này giá là 450 ngàn bao ship luôn nha. 46 anh là cái motor ế liếp rồi nè. Cái con này không phải ế nữa, cũng bị hồi nữa mấy anh ơi. Cái con này tự nhiên á, anh chốt đã rồi, có điện thoại anh hỏi. À vậy, từ sáng là anh nói anh không cọc. Cọc không? Nói em bán giùm anh đi. Kiyowa vậy nè, cái motor nha mấy anh, 20A. Gì 20A? Nó. Đâu? Nó 20A đó. Mã của nó thôi mấy anh ơi, chứ nó không tới đâu 20A gì, nó có 3.4. Con này có 0.2kW là có 200W à. Con này nó chạy maximum luôn được có 345W là con này tầm nửa ngựa thôi. Ừ, anh nào có chế gì được chứ. Nó là tôi 1400 sử dụng điện 100V 20A này, mã của nó đó, mã của máy 20A. Cái con này là một cái con bơm nước gì, bơm thuốc cái đầu nén. Đầu nén mà dạng có bít tông á anh. Một bít tông. Mà cái con này về thì mình chế lại, mình làm mấy quạt hay này kia rồi cũng được ha. Con này làm mấy quạt được đó anh, nó có mấy ngóc này nè. Về em bắt cái lòng quạt lên, vô là ok luôn á. Có lúc quá tải ngắt luôn nè, công tắc mặt luôn nè. Chạy em gu à, motor chạy em gu nha em anh. Tươi chậm. 50, cái này hay dơ, rửa ra sạch lắm. Rồi, chạy em gu không có dây điện, mã này mã 46 giùm em bán giá 300 ngàn ha. Em luôn, nếu gọi 46, 300 ngàn. Rồi tiếp tục một con này là con tỉa cành nha em anh. Tỉa cành này nó sử dụng máy xăng xịu là xiên đai qua HT20 nha em anh. Thì cái con này là còn ga nè, còn tay cầm nè, rồi còn lam luôn tay cầm. Bể cái xăng này nè, bể cái vú bơm rồi. Mất cái chén. Mất cái chập bê nữa, chập này muốn nó bít bít vô. Mà mất cái này nó có gì không? Cái này bua e mà mua bít 60 để ở đây. Thở lên bị bể cái ống này nha em anh. Bị cái ống này nè. Đây, mồi xăng còn bình xăng là còn luôn. Mồi xăng giật chạy nè 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 luôn. Lam còn luôn, lam đôi cho hồi lâu vô dài nhiêu nha. Ờ em coi trên TikTok á, thấy là lấy đi cắt cỏ đòi đồ đã lắm á. Nhìn nè. Được chưa? Ok. Rồi được rồi. Máy còn chạy thôi được rồi. Máy còn chạy ok, không có bị dính nó mới viết gì hết trơn nha mấy anh. Rồi. Nhưng mà em thở này chỉ test máy chạy vậy thôi. Nãy đưa chú xử rồi. Kìa bên kia kìa. Vậy mấy anh dọn thêm nó mới cắt được nha. Lam thì thấy cũng còn đẹp đẹp á. Con này lam nó già 5 tấc 2. Lam dài 5 tấc 2. Ngoại hình là chỉ có bị vậy thôi à. Rồi. Ok, mã 47 nha mấy anh, giá 400. 47 400 ngàn bao ship. Rồi tiếp theo một con đục mấy anh, con đục hay bự nên đi ra sao luôn rồi. Con này hiệu Hitachi nha mấy anh. Mã của nó là H65SB2. Sử dụng là điện 100V, công suất là 1240. Nó để là gì á? Đâu. 19.9MS trên dây là gì? Không biết không? Hitachi, vỏ mũ. Vỏ mũ 30 ly nha mấy anh. Đục 30 ly. Lửa thì thấy cũng có lửa đó. Đục bên nhà. Đục bên này nè, miếng nhôm nè. Đục xuống thử coi. Dưới thử coi. Rồi rồi rồi. Nó đục sao nghe kỳ vậy? Tiếng đục mạnh chứ kỳ gì? Thì nó đục thì nó vẫn còn đục, lửa thì cũng có lửa. Lửa nghe mạnh. Mạnh quá mạnh luôn. Lửa đó lửa bình thường hả? Lửa dơ. Lửa dơ bình thường thôi. Mà lửa nó hơi lớn hơn bình thường chút xíu. Vậy đi cho dễ. Về phải dọn mới xài được đó, nó lửa vậy đó. Nói chung là mấy anh về phải dọn với kiểm tra nhớt bọng này kia thấy. Ờ thấy được rồi. Mã 48 con này bán giá 900 thôi mấy anh. Cho đi máy chát luôn nè. Tại ngoài này lát không lát thì cũng thấy. Cái gì vậy? Không lát được không? Rồi. Rồi. Con này thì em bán giá 900 mà mấy anh ơi, 48 900 bao ship.
Rồi mấy anh, tới mã 49 em có con đục hơi nha mấy anh. Mũi đục còn mũi đục luôn. Dài nó là 8 tấc rưỡi. 8 tấc rưỡi, nặng mấy chục ký. Nặng 21 ký. Nó ngang lưng quần mình đó mấy anh. Nặng 21 ký. À, sử dụng rồi nó đục hơi. Đục hơi nha mấy anh. À, con này thì em không có thử, không có test. Con này bắn mù như vậy anh nào có làm được thì làm. Chứ em đâu có biết nó chạy hay không chạy đâu. Đồ thì nó còn đầy đủ đồ đó, không có mất gì hết. Mũi đục còn mũi đục thọt ra vô được luôn. Cái này là cái tay. Này là cái cò, cò bóp. Chừng nào hơi vô nó mới đẩy lên nhẹ bóp. Còn ống hơi lại vô đường này. Đây. Rồi, con đục này em bán với giá là 450 ngàn. Mã 49 450 nha anh. Giá có ra chai rồi đó. Rồi, tiếp tục em lên bánh xe. Bánh xe cái này là cũng thanh lý luôn. Này là tại vì nó không thằng nào giống thằng nào hết trơn á. Nó cũng giống giống nhưng mà nó bị lỗi mà nè, nhưng nguyên lô bánh nó giống nè không. Nhưng mà nó bị Made in Japan 75. Ủa bộ này bán 350 lần lận. 350 hả? 350. Nè. Ba mã rồi đó. Mã này 350 rồi. Cái bánh này nó hơi nặng nặng nhưng mà bánh còn ok. 75. Made in Japan. Bánh là bánh 75 á. Này 350 ngàn mã 50 nha mấy anh. Bánh này cao khoảng tắc lẻ 5 nha mấy anh. Thấy không? Tắc lẻ 5. Thấy, tắc lẻ 5. Nè. Cái này bánh này cũng 75 luôn. Cao cũng là 105 luôn nha. Ủa 1 tắc, cái này cao 1 tắc. Nè, nhẹ luôn nè. Bánh này cũng 75 luôn, cao tắc nè, hai bánh này giống nè mấy anh. Bánh này giống nè. À bánh này giống luôn nè. Nó bánh này 105. 105 hả? Ừ, nè, cao hơn chút. Nè. Đâu một cái năm đâu. Ủa, vậy là bằng luôn ba bánh. Ủa, ba bánh ok. Ba bánh bằng nhau. Chạy với bốn bánh này ra nè. Bốn bánh này cỡ một. Xay được luôn. Có ấy xay luôn, bánh còn ok luôn mấy anh nhớ xíu à. Ừ. Vậy có làm gì được làm. Thằng này. Nè nè, nó bị cong cái này nè. Cái này đâu? Nó bị cong cái. Cái này nó có thắng. Mà nó bị cong. Ê cái này một hiệu một mà. Bốn cái một hiệu mà. Năm cái luôn. Nè gì đo đi. Thứ ngọt như bị cong mấy cái á. Có hai cái này à, không phải giống à. Hai cái này đâu giống đâu. Không giống như một cỡ. À. Nè có cái đó không giống nè, này nó nè. Chiều cao lên là một cỡ nhưng mà nó không nè, giống bánh. Nó bị cấn vô đây nè. Về bẻ ra được nè, cấn bên nè. Bánh mà còn dày, lăn được. Lăn hơi nặng nha, vậy mà anh ấy nha. Con này từ mặt đất lên tới mặt trên này là 6, ổ 1 tấc 7. Rồi trời. Khoảng tấc 65 này. Khoảng tấc 65. Nè bánh đó lỗi gì nghe. Rồi cái bánh này á thì nó còn nguyên. Có đồ thẳng luôn, có đồ thắng luôn. Nó bị quẹo cái thắng này nó cọ vô nè. Này về chỉnh cái thắng này lại. Này với nó móp đây chút xíu nè. Ừ. Thấy không? Nó không tròn lắm anh. Nó móp bên nè. Đi chen nha. Rồi cái này. Bị móp này. Này bị móp này về cái kìm bẻ ra được mà. Thắng thì còn được. Dưới mà bị cắn bóp này vô luôn nè. Thấy không? Ừ. Đó. Còn cái này. Ba bánh. Cái này thì full ok. Mà nó nặng. Sao nặng gì vậy? Nè, thắng rồi, bị thắng rồi. Không có, nó bị nè, nó cắn nè. Ờ. Cái này nè. Nói chung là bánh là bị lỗi hết trơn á anh. Bánh nào thấy cũng có lỗi, không lỗi nặng cũng lỗi nhẹ à. Còn bánh này. Bánh này không lỗi nè. Không lỗi nặng cũng lỗi nhẹ nha mấy anh. Phải về chỉnh sửa mới sử dụng được 2, nha. 3, 4, 5. Cái này 6. Cái này cỏ thắng nè. Với bên đây móp nhẹ nữa. Đi cỏ thắng nha bạn. Đi đây cái nữa nè, 7 cái. 6 cái. Cái này thì 7 cái. Thì nó cỡ không? Đúng nó cỡ luôn. Nó là 10 cỡ luôn nè. Cỡ nhưng mà cái loại này nó nhỏ hơn này chút xíu nè. Nhưng mà nói chung là mấy cái bánh này là lỗi nha. 2 3 4 4 5 6 7 7 cái. 7 với 3 bánh này nữa là 10, với 4 bánh nữa là 14 bánh. 14 bánh. 14 bánh em bán giá là 350 ngàn. Mã số 50. 50, 350. Nặng lắm chứ không nhẹ đâu. Cái dài à. 10 cái á. Rồi 51. Tiếp. Theo mã 51. Mấy bình giữ nhiệt. Bao nhiêu bình giữ nhiệt đây nghe mấy anh. Đây. Nó gồm là 5 bình nhỏ. Chiều cao là 1 tấc rưỡi. Rộng là 45. Còn được đây là cái bình nào. Cái này bình nó cũng có. Bình này mới chết luôn nè. Ủa rồi lại sao mà bóp vô. Này ở trong này cũng mới chát luôn nè mấy anh.
Vậy mấy anh vệ sinh thêm ha. Chứ thấy mới còn thấy mới. Chẹo căng ta. Chưa dặn vô. Một cái bình này màu trắng cũng còn khá là đẹp. Nè. Ở trong còn bảy màu luôn mấy anh. Thêm đây cái bình nữa. Cũng còn mới luôn, dơ 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 nhẹ. Mấy anh về. Mấy anh vệ sinh thêm ha. Đi nóc. Với cái nhỏ. Cái nhỏ này tới hai nắp là nha. Nè. Ồ mới chát luôn. Có cái bình bự này thôi, bị móp nhẹ mấy anh. Nè, bị móp nhẹ chỗ này nè, mà bình chà bá lửa luôn nha. Bình này chiều cao hết luôn là 2 tấc 8 á. Nè. Ở trong nè, ôi ôi, hình như cái bình này mới luôn, chưa xài luôn hay sao, mới giữ thần nè. Mà đi cấn nhẹ. Đây, mở được nha mấy anh. Rồi, bình giữ nhiệt này mã số 51 giá 200 ngàn. Bình giữ nhiệt 200 ngàn. Anh nắm đi. 52. Muỗng nẻ nha mấy anh. Đây, cái này em thấy hôm nay là muỗng nhiều. Bầu khui bia nè, sạn nè, giá nè, dao cắt bánh mì nè, dao cắt bít tết nè. Nẻ nè, nẻ ăn ốc nè, muỗng nẻ. Với dao nè, có dao này dao cắt bánh mì hay gì nè. Giá nè mấy anh. Chỉ muỗng nẻ thôi, này là em thấy muỗng nẻ nhiều nha. Nè. Nói chung mà cũng khá là mới, nhưng mà này chưa vệ sinh. Mấy anh về vệ sinh thêm em. Chưa vệ sinh nha mấy anh. Nè. Rồi, cái mã này thì em bán giá là 160.000 y chang như mỗi bữa, số ký cũng y chang luôn nha. Mã 52 á mấy anh. 160.000 cho cái gỗ này ha. 53 vít. 53 vít này thì em có vít ba ke, vít dẹp, thì hai loại vít luôn, cắn cây, cắn mũ, vít đóng, vít thường có đầy đủ luôn, 140.000. 53 nghe mấy anh. Vít bây giờ em sẽ lựa vít ba ke ra nè, một cây nè, cây này ok luôn, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một chục cây ba ke nghe mấy anh nè, còn khá là đẹp, có vít đóng luôn, cắn mũ cắn cây đầy đủ luôn, mấy đầu vít là còn sử dụng được luôn giùm em nha. Đầu vít thông dụng nha, đầu cây còn này dẹp là một cây, hai cây, 3, 4, 5, này vít đóng luôn nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây luôn đó, cắn cây vít đóng, vít cắn mũ bình thường nghe nè, mấy đầu mà mấy anh cũng còn khá là đẹp. Rồi, bộ vít này mã số 53 ha, em bán giá là 140.000, 21 cái vít. 53 140 bao ship. 54 em có mấy cái vít mini, vít nhỏ nhỏ á anh. Ai cần vít nhỏ thì mình mua về sử dụng. Mấy cái vít này vít nhỏ xíu xíu à, ba ke, một cây ba ke nè. Rồi thêm đây một cây dẹp nè. Đây cây nhọn. Rồi đây cây ba ke nữa nè. Nè. SK11. Cái này có da băng. Cái này ba ke luôn. Ba ke. Rồi cây này nhỏ xíu luôn dẹp. Rồi cây nhỏ xíu luôn mấy anh, ba ke nhỏ xíu xíu luôn á. Cây này ba ke luôn. Cái này lục giác. Cái này cũng lục giác luôn. Cây này cũng lục giác luôn. Cây này thì cũng lục giác bông. Ba ke. Rồi cây này dẹp. Cây này dẹp luôn. Dẹp nè. Cây này không có đầu. Ủa cây này lục giác bông. Cây này ba ke, hai cây dẹp. Dưới đây hai cây ba ke nữa mà anh. Đó. Hết đóng rồi luôn, 130.000, mã số 52 130. Mấy chục cây luôn. Để đếm hay thử nhiêu cây. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Mã số 54 giá 130 trong xe. 55 dít luôn mấy anh, 140.000 bao ship dít luôn ha. Một cây hồ là cục, một cây cũng dạng hồ lô mấy anh, mà ngắn nha, ba ke. Một cây dẹp cũng dội ngắn luôn, dẹp đẹp luôn ha. Dẹp ba ke đẹp. Này bộ dít này nói chung là đẹp không, không có xấu. Một cây hồ lô cắn mũ. Còn 500 còn từ luôn ha. Một cây bít xeo dấu dít trừ. Dít ba, dít này nó có mài rồi hay gì mà anh, mà nhưng mà còn đẹp nha. Nè. Một cây này hiệu hết da anh. Dít dẹp đẹp luôn. Một cây bít xeo, ba ke.
Một cây này cũng hồ lô dạng với ba cây luôn. Với cây này có chữ da băng luôn, hồ lô luôn, dẹp luôn. À, còn từ luôn, còn từ hít nhẹ nhẹ luôn. Rồi hết như đây luôn nhé anh. Mã 55 nha, giá 140. Bao ship 56. Kèm hết nhiêu kèm đây nè, 180 ngàn. Một cây kèm cắt, cây này hiệu Oi Made in Japan, có chữ Made in Japan mấy anh ơi, cắt còn bén nha. Tỉnh rồi đó hả? À, con tỉnh rồi đó hả? À, ghét không, cắt ok luôn mấy anh. Một cây kèm mỏ nhọn cắt luôn, có dấu nữa hay gì. Rồi này, cây này cắt ok luôn nha mấy anh, còn mình nó hơi nặng nặng thôi nhưng mà cắt ngọt. Một cây kìm nhọn nữa, ít K11, có một rồi để nhợt luôn, còn đẹp ha, cắt đứt luôn. Một cây kìm găng, cây này hiệu có chữ, không biết hiệu gì không biết nhưng mà có chữ nha anh, cắt cũng đứt luôn, bén luôn, lưỡi là không mẻ ha. Một cây kìm cắt này hiệu Fuji, thì nó chế vỏ bọc hay gì, vỏ cách điện nè anh, nó chế hay gì rồi nhưng mà còn cắt đứt nha. Nè, với cây này hiệu Fuji luôn, cắt bén luôn, cắt đứt luôn nha anh. Đó, rồi 2, 3, 2, 4, 6 cây. Mã này là mã số 56, 180 ngàn. 57, 3 cây kìm cộng lực. Một cây kìm cộng lực M, ủa im e gì, MKK da băng, có da băng nha, còn đầy đủ đồ luôn. Lưỡi thì nó đây, nó hở hở vậy nè anh, có dấu hở nha, cắt dây điện không đứt rồi. Cây này mình cắt cũng như là mình cắt sát vô trong thì đứt nha mấy anh. Nè, cắt sát vô trong rồi đứt nha. Nè, cắt sát vô á mới đứt. Còn mình mấy anh cắt lơi lơi là không đứt nha. Một cây kìm này màu đỏ đỏ cũng khá là đẹp, hiệu Đốc Du. Ồ, hình cái đầu con bò hút hay gì á trời. Nói vậy nè mấy anh. Lò xo đồ cũng đã lắm nhưng mà có mẻ nha. Ôi, bén. Mẻ nè. Cái độ mẻ của nó mấy anh thấy không? Nhưng mà nó bén. Bỏ vô cắt cái nó ngọt luôn à. Nó bén ha. Gì nhìn mẹ anh dữ ra cu. Cây này hiệu MKK luôn, da băng luôn. Nó dạng cái mỏ cong lên đó nha mấy anh, mỏ dảnh lên á. Cắt cũng đứt luôn. Nè, đứt ngọt luôn nè, cắt dây điện ngọt luôn nha. Ba cây này bán giá 150 ngàn, mã 57, 150 ba cây. 58 em có một đống kèm hai nắp luôn. Ê ê, tụt chứ nhựng. Nè, một cây này không có hiệu hay gì á. Ủa, có made in Taiwan, cây của Taiwan. Một cây này size tấc rưỡi. Đây cây size tấc rưỡi, để em đếm thử bao nhiêu cây size cây tấc rưỡi. Ơi, như đây size tấc rưỡi không anh, có cây này size 2 tấc à. Size 2 tấc hiệu Lotter. Cây này cũng hơi cũ rồi nha anh. Cổ cũ rồi, cây này cũ dữ lắm rồi nha. Một cây này 2 tấc. Này là một cây tấc rưỡi. Cây này tấc rưỡi luôn. Cây này cũng tấc rưỡi, một tấc rưỡi, tấc rưỡi luôn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đây cây nữa là 15 cây kèm em bán giá 130 ngàn. Mã này mã 58, 130 bao ship 15 cây kèm. 59. 59 em có cây kèm bấm cót mà anh. Cây kèm bấm cót này cũng khá là đẹp luôn ha. Này là tước dây điện từ 0.75 cho đến là 6 chấm. Còn này là bấm cốt 1.5, 2.5, 6 chấm. Có tước dây điện, cắt dây điện luôn. Đây, cắt dây điện nè. Đây, cắt dây điện ngọt luôn hả anh. Một phát, một là đứt luôn ha. Đây, cái này là tước dây điện. Ủa, cái này không đúng lỗ của nó rồi mấy anh ơi. Này, tước dây điện còn cũng được nha mấy anh. Một cây với một cây kèm này hiệu mé ghi da băng luôn giùm em ha. À, vỏ nó thì hơi cũng có dấu tróc tróc, lưỡi thì có mẻ nhẹ, à mẻ nhẹ có chút xíu nè ha, có mẻ nhưng mà mẻ nhẹ. Găng thì cũng có dấu xài, cắt thì vẫn còn đứt nha mấy anh. Nè, cắt là đứt ngọt. Giờ mình chơi hai cộng luôn đi nè, cắt cái ngọt luôn ha. Cái này xài lớn, size 2 tấc 15,
Hai cái này em bán giá 160.000, mã 59, 160 hai kèm ha. 60. 60 là một cái cần cưa. Cần cưa, cái lưỡi cưa này tại nó xài lỗ ngắn vậy nó cắt ngắn rồi các anh. Về mấy anh mua lưỡi cưa sắt của mình á, mình gắn vô là vừa ha. Gắn vô sao cũng vừa hết trơn á, cây này dễ lắm, cái gõ ngóc này nè, gắn lưỡi cưa vô là xài. Cần cưa. Với một cái kèm mẫu quạ, cây này hiệu xanh kỳ size 2,5 tấc, có vỏ bọc luôn, vỏ bọc hơi tróc tróc nhẹ. Có lò con này cũng dạng nó có lò xo trên con ốc rồi luôn á. Răng nè, có dấu xài nhưng mà vẫn còn châm chỏm ha. Đây. Đây có dấu xài nha mấy anh, dấu xài nhưng mà vẫn còn châm chỏm nha. Xài cũng có dấu hết trơn rồi nhưng mà còn xài được, đẹp, cũng đẹp. Cây này thì em bán giá 150 nghe, mã 60 150 cho hai cái này ha. 60 150. 61 kìm lạ. 61 kìm lạ, một cây kìm nhân như cây kìm cạp vậy đó mấy anh, cặp cây cặp sắt gì đó nè, lưỡi là không mẻ nhưng không bén nha. Cây này có chữ gì đây luôn nè, nè. Có cái mộc gì đây nè. Size là 1,7 ha. Một cây này cũng dạng cạp cạp luôn, miệng cũng hai mẻ hai bên nhẹ nhẹ. Với một cây này kìm này lạ nữa nè. Kìm này em thấy có dấu hàng hay gì, dấu này dấu gì trời, hơi xấu nghe mấy anh nè. Con này có dấu hàng hay gì rồi, đây. Ở đây nè, có dấu hàng ha. Nhưng mà ở này găng á, là kẹp găng, kẹp ống, kẹp gì á mấy anh, không biết nữa. Cây này size nó dài lắm. Chiều dài hết luôn á là 2,8. Với một cây này made in da băng luôn nhưng mà lỗi nhẹ cái bị nứt ngay ốc nè. Mấy anh về ai kỹ hàng lại, còn ai mà kẹp nhẹ nhẹ thì kẹp được nha. Này là để đóng đinh nè, rồi cắt dây điện nè. Còn này nó kẹp cái gì không biết. Đây. Mà nó mới chết. Cắt dây điện thử được không? Nửa dao nữa hả? Này cắt dây điện đứt. Rồi. Mã 61 nha mấy anh. Nhiêu đây nghe mấy anh, 120.000, 61, 120. 62. Em có một cây kìm bấm kết. Cây thì hiệu Lotter. Lotter AK100 nha. Nó để bên đây là 22 với 100 bát. Còn cái này thì nó bị mất cái đầu rồi. Còn cái đầu ra không mà, còn cái đầu bên đây mất tiêu rồi. Bằng cái khúc này nó bằng nhôm nha. Cái đầu bên đây mất tiêu rồi mấy anh, chỉ còn một cái đầu này thôi, đầu nhọn này thôi à. Hiệu Lotter con tôm. Cán nè còn luôn. Vậy có anh nào chế thì được chế. Chiều dài hết cây này luôn là 6,8 nha. Dở lên thì cũng còn chạy vô chạy ra được nha mấy anh. Nè. Đó. Cái này dặn cái gì? Cái này dặn gì anh Tân? Cái này dặn cái gì? Cục này nè. Cái đó là cái cục đó là dặn chỉnh sâu cạn cái khó. À, chỉnh sâu cạn cái cục này nè mấy anh. Cục này là chỉnh sâu cạn cái này nè. Mã này là con này bị lỗi ha, mất đầu vậy em bán cái giá 230, mã 62 230, được lấy gì được lấy ha. 62 230. 63 em lên 3 cái kéo giải. 3 cái kéo giải em bán giá là 180.000. Chiều dài là 2 tấc. 2,5 tấc. 2,35 tấc. Cây này ốc bằng thao có chữ nhật luôn giùm em, lưỡi không mẻ nha, mỏ cũng còn khá ok khích. Nhưng mà lưỡi không bén cho lắm, cho mấy anh về phải mài thêm mềm nha. Cây này ốc cũng đẹp, chữ quá trời chữ luôn, Tokyo quá trời chữ luôn đó mấy anh, hình con cua luôn. Ha. Lưỡi đẹp ha, không mẻ không gỗ luôn đó mấy anh, mỏ còn nhọn luôn. Này về mấy anh mài cái là bén bảo đảm luôn. Tại cây này còn quá khích luôn mấy anh nè, không hở luôn ha. Một cái cây này nữa có chữ luôn. Chữ gì á không biết, không biết đường đọc nhưng có chữ nha mấy anh. Lưỡi cũng đẹp không mẻ không gỗ nha, nó hơi lủng, nó hơi mớp nhẹ chút xíu xíu nè, nó cấn nhẹ xíu thôi mấy anh. Lưỡi là đẹp ha, bóng loáng luôn. Rồi ba cây này em bán giá 180, mã 63 180. 64 em có mấy kéo này kêu kéo bóm đi. Kéo này dạng là kéo cắt cành này kia rồi đó mà cắn mũ ha. Nè. Nè. Cũng khá bén á. Đây. Này dạng kéo cắt cành này kia rồi mấy anh. Đó. Đây cây nữa, cây này có chữ nhật luôn nha, có da băng luôn, mấy này cây này có chữ da băng luôn, da băng. Ồ cái này bén à, bén không, cắt này cũng được. Này dạng kéo kéo cành gì em thấy cũng bén lắm mà ta mà cắt bịch không đứt. Đây cây này có chữ nhật luôn nha mấy anh nào.
có chữ nhật luôn, có mộc luôn. Này có da băng luôn má ơi, có chữ da băng này luôn nè, giống như kiểu bốm vậy, size lớn, size 2 tấc 05. Cái này size 1 tấc 85. Cái này cũng hiệu y chang luôn, cũng có da băng luôn, made in da băng luôn, lưỡi cũng đẹp nhưng mà không bén đâu, không muốn bén vậy mà anh mày thêm em nha. Còn cây này lưỡi cũng cũng không bén luôn, mà anh về anh mày thêm giùm em ha. Rồi hết nhiêu đây luôn nè em, bán giá 150.000, mã 64 150 em. 65, trời ơi điện thoại 65. Hai dao ghép, hai dao ghép mới nha, bén với một cái kéo cắt cành. Cái kéo cành này có chữ luôn man mod gì nè, à, lưỡi là thấy không mẻ nha, mà anh còn cắt cành cành nhỏ nhỏ được nha. Cái này size của nó là 1 tấc 9 với một cây kéo này, kéo này kéo cắn đút nha mấy anh, không có chữ nghĩa gì hết. Cây này không có chữ nghĩa, là so đồ đầy đủ đồ, không có chữ. Size là 1 tấc 9, lưỡi đẹp không mẻ nhưng mà không được bén nha, mấy anh về phải bén mài mới bén nha, còn khít gịch luôn, không hở luôn. Nói chung là còn đẹp nhưng mà có cái là không có chữ gì hết, cán đúc luôn giùm em. Rồi hết đống này em bán giá 250.000, mã 65, 250. 66 em bán có ba kéo này, ba kéo này để cắt khớp khớp á anh, có khớp khớp á, chặt thử được không, đứt luôn nè. Các cái dạng có khớp khớp mà nè, có chữ là hot bi nha. Cây này cũng có chữ luôn, này chữ này chữ là ruby, cũng khớp mà. Cây này hơi nặng mà anh, bằng sắt nha, nó hơi nặng, cây này hơi nặng nhưng mà cắt được còn ra khớp. Còn cây này bằng nhôm cũng có chữ luôn, giúp 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 gì đó có chữ, nói chung là còn cắt đứt nha mấy anh nè. Lưỡi này lưỡi gời á nè, này nó làm lưỡi gời luôn. Size là 2 tấc 6, 2 tấc luôn. Mã này mã 66 em bán giá 120.000 bài kéo. 67 em có con cây này, cái đầu vít đó anh, đầu vít, đầu máy bắn vít mà nó dạng gắn cái đầu vít dài, nó dài ra, nói chung là gắn vô máy nó dài ra anh nè. Này này thì mình bẻ qua không được, bẻ qua bẻ lại được luôn nè, muốn cong chiều nào hay cong theo chiều đó, nói chung là dẫn mấy ốc trong kẹt này kia rồi đó nè. Đầu này đầu nào này không có gỡ được nha, này thì nó xây đầu này nè, nè này thì nói chung là mình gắn cái đuôi này nè là vô giữa, chung là mình nói cái đầu nó dài ra thôi, dẫn mấy ốc trong kẹt này kia rồi đó, có hiệu nha. Ít ít 67 150 giùm em cây này ha, chiều dài hết luôn nha, hết luôn của nó là 2 tấc. 67 150. 68 em có bộ dũa, một cây dũa cây nè, có cán, có cán luôn. Một cây dũa này dũa lá hẹ, xài được bên nữa mấy anh, còn bên này mẻ rồi. Một cây dũa gỗ ok đẹp, một cây dũa lá hẹ đẹp luôn, loại lớn. Một cây dũa lá hẹ nữa, xài được bên còn bên mẻ. Còn hai cây dũa lá hẹ này mới chát chưa xài luôn. Với cái cây này dũa kim hay gì, dũa gì kỳ ta, dũa gì không biết nữa, nhọn đó rồi, dũa tròn nhưng nhừ luôn. Với một cây dũa bản này không có bu ly hay gì á mà anh, nó hơi dơ ha, nhưng mà thấy độ nhám thì cũng còn độ nhám, xài cũng được nha. Bên đây nè, bên to thì xài được nha, cái này dũa vô tường rồi, hơi dơ không có bu ly à. Rồi hết bộ này luôn em, bán giá 140 nha. Mã này mã 68, 140. 69 đục cây, 69 đục cây 245, 5 cây đục. 5 cây đục này thì em bán giá 200.000, đầu còn khoen hết. Đục này cái nhỏ nhất á là 1 phân nha mấy anh. Rồi tới 1 phân rưỡi. 1 phân rưỡi luôn. Cái này 1 phân 3. Cái này 2 phân rưỡi. Này. Mấy cái này thì nó mẻ hết nha mấy anh, cây nào cũng mẻ hết á. Nè, có mẻ. Đây. Có mẻ ha. Nhưng mà được cái là nó không có gỗ nhưng mà nó mẻ nha, này không bén luôn, về mấy anh phải mài nha. Mài mới sử dụng được. Mã 69 200.000, mấy cái đục. 70 em có cây cạo ép. Cạo ép này thì nó tăng đưa nhanh luôn nha mấy anh. Nè.
Má anh muốn nhanh nhanh, má anh muốn chậm chậm được luôn. Nói chung là tăng đưa, tăng đưa nhanh được, nhanh chậm luôn nha. Muốn nhanh nhanh chậm chậm. À, cái gì? Cái chén nó là còn ok, chén bằng thun ha, nói chung còn đẹp. Nè. Chiều dài hết cái cảo này luôn là 2 tấc 95. Còn em đo độ lớn vậy từ trong ra đây tới cái miệng thôi 7 phần rưỡi nha. 7 phần đi, cho 7 phần từ đây ra đây 7 phần. Rồi mã 70 nha, em bán giá 200 ngàn cho cái cảo này. 70 200 ngàn, cả không có chữ gì trơn nha, 70 200. 71 em có mấy cảo C. Một cái cảo C, cây này hiệu Lotter, 2 tấc rưỡi, chén đồ bọng còn đầy đủ ra vô ok, đầy đủ đồ luôn, bằng nhôm ha. Bố bằng gan, bằng gan. Cây này hiệu Bét 25 luôn, ngàm 25 mất chén mất cây luôn rồi, bằng gan luôn. Còn cái cây này hiệu Lotter, ngàm 50, còn chén mất cây ra vô được nha. Một cái cây này hiệu sơ, ủa bậy. Cái này ngàm 50 luôn, không có chữ gì hết trơn á mấy anh ơi. Cây này không thấy chữ gì, chén đầy đủ ha. 50 ra vô ok. Cái này cũng 50 luôn, ra vô ok luôn, chén đầy đủ. Rồi hết nhiêu đây luôn, 180.000 mã số 71 108. 72 cái này lạ kẹp hay lã hay là dặn cái gì em không biết. Cái này phải cái lã không em cũng không biết luôn nữa. Nè, nó vậy nè mấy anh. Không có chữ, ủa có hả? À, Kakuda gì nè, Kakuya gì á mình nè. Nè, dặn thì dặn được á. Cái này không biết phải cảo không hay là lã, em cũng không gành ha. Rồi, chỉ có vậy thôi nè. Em bán giá 130.000, mã số 72, 130. 73 em có hai cái bào cây. Hai cái bào ha. Một cái này á, lưỡi là còn dài hết, hai lưỡi là còn dài hết. Một cái là có cái... có cái miếng chặn, còn một miếng, một cái là không có. Chiều dài là 2 tấc 55, rộng là 75, cái này cũng rộng 75 luôn, dài cũng 2 tấc rưỡi luôn. Độ dày cái bào này là 3 phân rưỡi, lưỡi nó tầm là 5 phân nha mấy anh. Lưỡi này không có bị nứt, không có bị hè bị gì hết trơn nha. Lưỡi ok, không có bị nứt nha, mà lưỡi nó không bén mà anh về phải mài thêm. Lưỡi cái này cũng 50 luôn, hai cái này em bán giá 150.000, mã 73 150 một cặp bào này nha. 74 em có 3 lưỡi cắt bê tông. Một cái lưỡi này là gắn vô cái máy 1 tấc nha mấy anh, cắt bê tông ha, cũng còn khá là dài luôn, còn xài được ok, một lưỡi. Một cái lưỡi này size 1 tấc 75 nha. Size 1 tấc 75, tấc 7. À, cũng cắt bê tông luôn, ok luôn ha. Cái me nó là còn khá là dày, chứ không có bị mẻ. Rồi với lưỡi này là 2 tấc, 2 tấc lẻ 3, 2 tấc đó anh. Này gắn vô mấy cái bê tông lớn. Em đo cái cốt cái này là được 25 nha. Còn cái nhỏ mình gắn vô mấy 1 tấc được á. Rồi ba lưỡi này em bán giá là 230.000, mã 74, ba lưỡi này 230 bao ship. 75 dao. Dao. Một cái dao cắt bánh mì có chữ Nhật nha mấy anh, cũng khá là xịn nha. Một cái dao này cũng cắt bánh mì luôn, cũng hiệu xịn luôn, có dao băng luôn. Nè. Cắt bánh mì cũng được, mà mấy anh muốn cắt cá đông lạnh cũng được. Một cái dao nhỏ, lưỡi không mẻ luôn, có da mắt in da băng luôn, lưỡi cán cây ha, đẹp. Nhưng mà mấy dao này không bén manh về phải mài thêm em nha. Cây này cũng có hiệu luôn, cán mũ, dao thái. Một cái này cũng dao có chữ luôn, Ika gì nè, có chữ luôn nha, cán mũ. Còn khá là mới luôn, cây này cũng có chữ luôn. Cán này cán mũ nha. Lưỡi không bén manh về mài thêm em. Có cây này xịn, dao lớp nhưng mà có một cái nó bị mẻ vậy nè. Cây này hai mẻ lớn nha anh. Nè. Mẻ lỗ cho ba lửa luôn, nhưng mà dao này dao xịn á. Dao này vô thép, đắp thép, lớp thép. Ừ, dao ba lớp. Có lớp thép ở giữa này, dao ba lớp á. Mà bị mẻ rồi. Cây này là dạng dao đề ba mà nhỏ, loại nhỏ cũng có chữ Nhật luôn. Cũng bị mẻ lỗ ở đây. Mang thấy lỗ mẻ không? Về mài thêm em nha. Với một cái dao này cũng khá là nặng nặng, có chữ tùm lum nè. Lưỡi thì thấy cũng còn không có mẻ rồi đó. Nhưng mà anh về mài mới bén nha. Thấy không bén đâu. Rồi hết một đống này luôn, em bán giá là 280.000, mã số 75, 280 bao ship. 76 em có một cái combo. Một cây thước 2 mét có mộc nội địa Nhật nha mấy anh, 2 mét không có đồ hãm nha, ra vô được nha mấy anh.
một cây búa, một đầu đóng đinh, một đầu miệng nhỏ ok luôn, cán còn khá là đẹp luôn ha. Một cây ngoai kẽm có chữ luôn nè, ngoai kẽm loại lớn ha. Size cái này là size 2-6. Một cây xà cầy size 2 tấc hình con gà luôn. Ủa miệng nhỏ xấu vậy? Đổi cái ghét thôi. Cái này xấu. Một cục lập lòn, cục này hình con gà 550g, có mất in da băng luôn á anh. Đây một cây xà cầy, em đổi cây xà khác nè. Cây này size 2 tấc 3 hiệu Yamachi, hai miệng nhỏ đẹp luôn á anh. Miệng nhỏ nè, hai miệng nhỏ đẹp luôn em. Rồi hết combo này em bán giá 180.000, 76.180 hết đóng này ha. 77 muỗng khoan sắt 230.000 bao ship. Mấy anh đang xem video hay thích video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em nha mấy anh. Rồi mũi khoan sắt này không bé thì mấy anh về phải mài thêm nha. Rồi mũi này mũi 4 ly 2, khoan là khoan sắt không nha, không có khoan gì nữa hết. 4 ly gần 5 ly á mấy anh, này mũi này gần 5 ly. 3 ly. Mũi này Nachi nè mấy anh. Nachi cái này 4 ly. Này HSS 5 ly. Nachi 3 ly 1. Đụt. Này HSS 3 ly 3. Hên quá. Cái này 3 ly rưỡi. CGCV gì đó. 6 ly rưỡi HSS. Nachi. Nachi 1/4 là bao nhiêu? Nachi 1/4. Nó gần 6 ly á anh. Thì mới biết đâu nó để sao nó em đòi ra được vậy á. Cái này Nachi nữa nè. Nachi mà cái này nó mài cái đầu vậy chi trời. Này em đo được gần 9 ly nghe mấy anh. Nó 8 ly mấy á, 8 ly 6, 8 ly 7 gì á. Nó lẻ mấy anh ơi. Đây một mũi nữa. Mũi này em đo được 6 ly. Rồi một cái mũi này nữa. Nachi nữa hồi vậy em anh này 10 ly. Mũi này 9 ly hả? HSS 9 ly. Đúng rồi. Với một mũi này lớn nha mấy anh, 14.5 HSS. Rồi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 mũi. Mã này là mã số 77, 230.000, 15 mũi nha mấy anh. 78, một cái khoét bê tông nha mấy anh. Khoét này là cái mấy cái hình như mới luôn, hình như em thấy mới chát luôn á. Mấy cái me nó em thấy cũng còn ok hết nè. Me còn dày. Còn mũi khoan ở giữa luôn, khoét bê tông giùm em ha. Đây. Phi cái này là phi 75. Khoét được lỗ 75 ha. Cái này em bán giá là 180.000, 78 180. Chiều cao này là 1.05 luôn á. Tới cái me luôn là 1.05 nha. 78 180.000. 79 mấy cái đồ mấy cái cục taro vô á anh. Này em không biết nó có vô hệ mấy anh không, em cũng gành nó nghe, nhưng mà mấy cái đầu này em bán nè. Này nó để từ lượt vô có da băng nha mấy anh, ít 0.5. Trời ơi cái này đọc hết chắc hết thanh xuân luôn quá. Này như 3/4. Rồi mấy cục nè. Vậy là sao biết đường trời, em không biết đường mấy cái này á mấy anh ơi. Nói chung là đủ cỡ đủ kiểu hết đi. 1/8 made in OSK gì 28 gì nè, nó để vậy nè, ai vô hệ mấy anh không. Đồng khi nó vô hệ cục cũng đáng đồng tiền rồi đó nè. Rấp 3/4, cái này 3/8 gì nữa đó, size là 24. Rồi cái này nó để là 16. Chắc 1/1 có là số 1/1 có khi nào là 1 in không? À 16. 3/4 16. Có số đọc nha, còn không có số không biết đường ạ. À. 10, số 10. Cái này là để là 3/4 với số 10. Cái này nó để 1/2 với số 12.
Còn này 10 với số 3/4. Này 1/2 với số không có số luôn. Gì kì vậy? Nói chung là cũng có dấu mà một số cái nữa cũng còn tròn á anh, mấy cái đậu ngoài thấy có dấu á. 20 1/2. Rồi 20 1/4. 20 1/4. 1/2 12. 5/8 11. Này nó gãy nè luôn. Còn cục này là 3/8. 3/8 với số 7 hay gì á. 3, 4 cục. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cục. Em bán giá 220.000, mã 79. 220, bao xếp. Rồi chú tạm đi con quả rồi. Quay đi. Rồi, ba cái này mã 80, ba cái đồ mà để kẹp cái cây tago á mình, kẹp tago ha, một cái. Còn ra vô được. Cái này cũng ra vô được luôn. Đầu này còn tròn không? Đẹp. Cái đầu này chà bá lửa nghe mấy anh, nè, cục này chà bá lửa ù. Ra vô được luôn. Ra vô được luôn, có chữ gì vậy? Dạ bạn. Cái này gì vậy hả? Dặn nữa được không? Hay nó vậy? Vậy á, nó không biết nó kẹp gì đó. Ủa nó kẹp gì không biết mà anh, nó vậy nè. Rồi, ba cục nhà em bán giá 150.000, mã 80, 150. 81 em có 2 mũi khoan bê tông mà anh. 2 mũi, chiều dài bằng nhau. Chiều dài là 3 tấc. Gen money. Gen money nha anh. Cái này cũng gen money luôn. 10 ly 5. Mũi này 12 ly 5. Thì mũi là mũi khoan bê tông hai cạnh. À, cái mũi này mấy anh mũi 5 rảnh. Mũi 5 rảnh mấy anh gắn vô cái con máy máy bê tông, con máy Makita đó, 5 rảnh nha mấy anh. Chung là máy 5 rảnh á, phi của nó là phi 18. Phi 18 2 5 mũi. 18. Của gen money 200.000, mã 81 200.000. 82 em có chìa khóa. Mấy chìa khóa vòng á, vòng một vòng một miệng nha mấy anh. Như đây nè, một chìa này 5 ly rưỡi, vòng 5 ly rưỡi luôn Asahi. Rồi 7 ly Asahi giao băng luôn, một vòng một miệng luôn. 8 ly một vòng một miệng hiệu KTC. 9 ly hiệu Ton, hai một vòng một miệng luôn. Một chìa 10 không hiểu, có hiểu có chữ không, có hiểu mấy anh. Một vòng một miệng. 12 một vòng một miệng. 13 một vòng một miệng. 15 một vòng một miệng. 10 này mười mấy. 17 một vòng một miệng. Với cái cây này 14 hiệu KTC một vòng một miệng luôn. 2 4 6 8 10 chè. 180.000, mã 82 180. Rồi 83, ba cây đu chuột. Một cây này hiệu MCC da băng 17 13. Chưa tẹt tẹt ra vô ok mấy anh, độ gơ rất ít luôn ha. Đầu à, nè, có xài nha. Một cái cây này MCC 17-21 ra vô ok luôn. Một cây này 19-19 hiệu gì không biết nhưng mà made in da băng nha mấy anh. Tẹt tẹt luôn. Con này nó hỏi khỏi. Cái con này thì nó chỉ có một đầu hột thôi, nhưng mà nó đầu dài, bên ngắn bên dài. Rồi đầu thì còn tròn do ha. Rồi mã nè, mã 83 220.000 cho ba cây đu chuột này. 84 em thanh lý hai cái cây mỏ lết. Một cái cây này. Cây này còn so không? Cây này còn là so hiệu MCC size 3 tấc nha mấy anh. Găng cỏ bao cho mấy anh đẹp luôn, găng cỏ đẹp. Một cây này MCC da 3 tấc luôn. Cây này thì bị kẹt lò xo, còn lò xo nhưng hơi kẹt nhẹ, nói chung là còn hơi kẹt nhẹ thôi, nhẹ thôi. Găng cỏ là còn đẹp luôn. Hai cây này em thanh lý giá là 160.000 luôn. Cây này có cong không ta? Cong không? Cây này cong không anh? Thấy có cong không? Cây này bị đau. À, bị tét ốc. Cái cây này bị tét bên đây. Bị tét một chút xíu như này mấy anh. Với ngay chỗ ốc này nhẹ thôi.
bị hơi cong nhẹ nhẹ nữa. Hai cây này giá 160.000, mã 84.6. 85 3 mẫu lết 230.000, một cây hiệu Toyota Made in Japan, size 2 tấc, ngoại hình đẹp mà anh. Miệng bên đây không có dấu nha, này chỉ bị ai bị dập dập nó sơn thôi chứ không có dấu nha nè, miệng nè, hai bên nè. Ra vô thì cây nó nói chung là nó còn mới á mà anh, hơi bót nha. Nó còn mới, nó hơi bót. Một cây này hiệu Fullet gì nè. Nói chung là có da băng, ngoại hình là cũng đẹp. Cây này size 2 tấc rưỡi. Miệng nè anh, hai bên nè, không có dấu luôn nha. Hai bên đẹp. Ra vô nhẹ nhàng luôn, gơ lắc có nhưng rất ít nha. Cây này size 2 tấc rưỡi, hiệu Top. Top nha. Cây này đẹp, còn đẹp lắm anh. Có dấu nhẹ chút xíu chỗ này thôi. Nè, còn bên đây là đẹp luôn, xuất sắc luôn ha. Ra vô nè. Ra vô được nha. Mà còn hơi hơi, cây này cũng hơi nặng nhẹ, nặng chút xíu. Trời ơi, mô lết chưa vệ sinh nó còn cứng ngắc luôn á anh. Cây này còn cứng ngắc nè. Được. Ba cây bán giá 230.000. Mã 85, 203 bao ship. 86 cũng 3 cây luôn. Cây này hiệu MCC size 3 tấc, da băng, ngoại hình đẹp luôn á anh. Miệng nè, có dấu rất rất ít luôn nha. Mô lết đẹp á anh ơi. Ra vô nhẹ ha, gơ lắc rất ít luôn. Một cây này size 2 tấc rưỡi, lớp tơ Made in Japan, ngoại hình trắng luôn. Miệng dấu nè, có dấu nhẹ thôi. Gơ lắc có nhưng rất ít, ra vô ok. Một cây 2 tấc rưỡi hiệu Top luôn mấy anh. Ồ, cây này như mới luôn. Hồi đó coi, mới chát luôn nè mấy anh. Nè, hai miệng hai bên không có dấu luôn. Ra vô thì nói chung là còn mới. Làm gì? Được mà. Cái em làm thấy nặng nề quá. Nặng nề thì nó mới, nó còn hình hề nặng. Rồi. Ba cây mấy anh, mã 86, 230.000. 203 bao ship nha. 87 đột. Hai cây đột, một cây đột này hiệu Mokua Made in Japan bản ha. Size là 2 tấc 3. 2/3. Chiều dài 2 tấc. Một cây đột nha mấy anh, Mokuba luôn. Có để mình đây tay mũ mình cầm luôn nè. Chiều dài là 4 tấc ha. Bản cái này là 4/4. Một cây xà cầy size 3 tấc. Miệng nè, hai miệng nhỏ là còn đẹp ha. Nè. À, nhiêu đây em bán giá là 200.000. Mã 87 200.000 nhiêu đây nha. 88. 3 cây, 4 cây xà cầy. Một cây xà cầy này size 3 tấc. Có chữ nhật nha. Miệng nhỏ còn đẹp nha mấy anh. Hai. Cái ở dưới này hình như nó có mài nha mấy anh, nhưng mà nó mài chứ không phải bên em mài nha. Nè. Ở trên không có nhưng mà dưới có. Cây này size cũng 3 tấc luôn, miệng nè. Còn nhỏ được nha. Cây này miệng cũng còn đẹp luôn. Size 3 tấc luôn, hình con gà luôn. Với cây này size dài. Một đầu nại, một đầu nhỏ size 6 tấc. Cây này hơi gỗ nha anh, nằm dưới nước hơi gỗ nhưng mà còn nhỏ được ha. Nè. Cái đầu nại hơi bị mực gỗ nè. Còn ở trên nè, cũng hơi gỗ nhưng mà mấy anh còn nhỏ được. Rồi hết vô đây luôn, 150.000. 4 cây này mã 88, 150.000. 89 bộ bài. Bộ bài này đúng số lượng thôi nha. Cái em không có đo nha, tại quá nhiều em không có đo. Đây, một cái bài lạ lạ. 1 cái 2 3 rồi nhỏ xíu luôn. 4 5 6 7 8 rồi 9. Cái này bị sụp xịt này đóng lại. 10 11 12. Cái này mới chát luôn. 13 14 15 16 17. 17 cái nha mấy anh. Mã này mã 89 giá 150.000 bộ bài. 90. 90 là bộ làm giường. 90 130.000. Một cái xuống.
xem đây cái xuống inox luôn á anh. Inox mà nó nặng khủng khiếp luôn mà nó đẹp nữa. Mà nó mất cái cây tiêu rồi về làm cán giùm em á. Thì cái cây này làm xài biết nào hư. Inox luôn. Một bồ cào ba chia, cây này cũng còn khá đẹp nhưng mà bị tét cái cán nè. Bồ cào ba chia, một cái cây móc rễ cây, một cái bay, cái sủi, một với một cái này cái nỉa, với một cái này xuống đất nha mấy anh. Rồi 90 130 ngàn, 91 lưỡi liềm, 91 lưỡi liềm 150 ngàn, một cái lưỡi liềm này găng còn mới chát luôn ha, đây còn một vỏ luôn, một cái này cũng còn khá là mới nhưng mà nó cũng bị hư một găng hai găng nha, có chữ nhật luôn em. Cây này thì cán nó quấn như vậy nè mà anh không biết nó làm gì không biết. À, dạng vô sắt phải không? Dạng vô cây hút lỗ á. Ừ, cái lưỡi là có chữ nhật luôn, găng là còn nguyên nha, không có mẻ luôn. Với một cái này cũng khá là mới, còn trong bịch luôn hả anh. Cái này không có găng. Rồi, mã 91, 150 ngàn. 92 cưa, 92 cưa, một cây cưa nhỏ, cưa lá hẹ mà nó bị gãy đọt rồi, còn có khúc mà anh mà lưỡi không mẻ, không gãy như nào ha. Một cây sứa, một cây sứa, sứa này ok luôn, không gãy cây găng nào luôn, ra vô ok nha. Một cái lưỡi cưa này, hai bề, bên nhuyễn, bên to ok, không mẻ luôn. Cây này, lưỡi to, lưỡi nhuyễn cũng không mẻ cái nào luôn, còn mới chát luôn em anh. Cây này cũng vậy luôn, có chữ luôn nè, bên to còn nguyên nè. Bên nhuyễn thì nó bị gãy một găng một duy nhất. Rồi hết đóng này luôn, 150 ngàn, mã 92, 150. 93 em lên hai cái này. Cưa, cây này, cây này cán này là cán mũ nha, gắn lưỡi gời, lưỡi này lưỡi găng nhuyễn ok, không mẻ lưỡi nào luôn, còn khá là mới. Với một cái cây này cưa ship ba lưỡi hả? Ba lưỡi nha mấy anh. Một cây mà ra ba lưỡi, một lưỡi này lưỡi to, một lưỡi nhuyễn, một lưỡi vừa vừa, thì ba cái lưỡi này là ok, không không thấy gãy cái găng nào hết, còn yên nguyên luôn nha. Nè, nè. Muốn cưa cái nào thì mấy anh chụt cái đó ra thôi, kéo nó ra nè rồi cưa thôi, còn không cưa thì mình kéo nó vô vậy thôi. Một trong ba. Rồi mã 93, 150 ngàn. 94 94, lưỡi này nhuyễn nhừ luôn, lưỡi nhuyễn nhừ luôn, cán là cán mũ nha anh. Nọ made in da băng luôn, lưỡi đẹp luôn ha, không mẻ cái nào hết trơn. Cây này cũng là sứa cán cây luôn, lưỡi ok, dính tay nha, không mẻ cái nào luôn, bán. Với một cây này hiệu là made in da băng luôn, lưỡi ok luôn ha, hiệu là ARS. Lưỡi này găng to nha anh, không mẻ cái nào. Ủa gãy găng, gãy găng nha, gãy có găng một à nè, còn nói chung mà găng lớn mấy anh xài không bén thì mấy anh dũa thêm em nha, chứ em đâu có biết dũa đâu. Rồi ba cái này 150 luôn, mã 94, 150 ngàn. 95 cần cưa sắt. Ồ cần cưa này lạ vậy, em cho thêm một lưỡi, hai ba bốn lưỡi, có cái lưỡi này hơi cong nhẹ về mấy anh khỏi khỏi lại xài. Ủa, ha, bốn cây với một cái lưỡi trong đây nữa là năm lưỡi. Cái cần cưa này khá là lạ luôn mấy anh, cán cây hay còn khá là đẹp nhưng mà kiểu nó lạ hơn mọi bữa ha. Nè nhìn nó nè, rồi cần cưa như này mấy cái lưỡi cưa em bán giá 130 ngàn, mã này là mã chín mấy, 95 95, 130 bao xếp. 96 em có một cái cây này, cây cắt cành, hiệu gì vậy? Không biết, không biết hiệu gì luôn. Nói chung là nó có con ốc dặn đây nè mấy anh, chỉnh lưỡi, chỉnh gì đó. Cán này là cán bằng nhôm ha, cũng lạ, cán bằng nhôm. Thì mấy cái này hơi bị nứt nhẹ 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 nè, nè nứt nè mấy anh. Nhưng mà thấy cũng còn cứng mà nó nứt rồi. Chiều dài bằng nhôm nha, cầm cũng nặng tay lắm á. Xa là 4 tấc lẻ 5. Bề lưỡi không là 1 tấc 4. Lưỡi cây này không mẻ, còn khít nhưng mà không được bán cho lắm anh, về phải mài thêm em, không gỗ luôn. Cây này em bán giá là 100 ngàn, mã 96, 100 ngàn cho cây kéo này. 97 em có cái này, cái này, hai cái này nữa, là nó có hai cục này nè mấy anh, không biết nó làm gì không biết, bắt trong cái gì em cũng không rành. Nó thì nó có hai cục, trời ơi ấy hả,
Rồi, hai cục. Em biết 99. Với một cái móc. Một cái móc hả anh? 0.015. 150 kg. 0.15 tê. Nó để là vậy đó nha mấy anh, xây được luôn. Đó. Với một cái móc này, móc cũng xây được. Xây được luôn mà không có để số ký lại nhiêu chân á, móc còn khá là đẹp mấy anh. Rồi, bốn cái này em bán giá 180.000, mã 97 108. 98 hai búa giá 150.000, một cây búa này có mộc giùm em, có mộc ha. Đây, đầu đóng đẹp, không có dấu luôn, không mẻ luôn. Đầu gò nè. Đầu gò cũng còn nhọn, cán đẹp. Một cây búa đóng nhổ đinh. Cây này thì cán hả? Gì? Giá vậy? Vậy là chín mấy, nãy chín mấy hả? Không phải gì không? 97. Anh ăn gì lộn á. Tới giờ chín mấy? 98. 98 hả? Một cây búa này bông đóng hai đầu mà anh. Cái gì? Đầu đóng là nó không có dấu, không mẻ luôn nha anh. Nè, miệng dấu đinh nè, hơi có dấu nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà còn em thấy còn nhỏ được nha. Nè, cán đẹp. Hai cái này 150.000, mã 98 150. 99 ba búa, một cái búa đóng dấu đinh nhỏ mà anh. Nè, đầu đóng nè, có dấu nè, miệng dấu đinh nè, nhẹ nhẹ thôi, có dấu nhẹ nhẹ thôi. Một cây gò, một đầu đóng vuông, một đầu gò bằng. Có mộc, cán ok. Một cây búa đóng dấu đinh, đóng có dấu thôi, không mẻ mà anh. Miệng dấu đinh thì còn đẹp ha. Cán cũng đẹp luôn. Ba cây này em bán giá 130.000, mã 99 130. Mã 100. Mã 100 150.000. Một cây búa gò đóng là có dấu, mẻ nhỏ, không có lớn nha, cán ok. Một cây búa đóng nhổ đinh, đóng đẹp, miệng nhổ đinh cũng được luôn, nhỏ nha. Một cây búa này hiệu là Gisuken gì nè. Nói chung là cán này bằng thun nha, còn đẹp nè. Đây, đầu đóng không có dấu luôn, miệng nhỏ nè, đẹp luôn, không có dấu luôn nha mấy anh. Với một cây búa đóng hai đầu, có mộc, mẻ nhẹ bên đây. Còn bên đây không có nhẹ mẻ ha. Cán còn sử dụng được. Bốn cây này 150 nha. Mã 100 150. Mã 101 mấy anh. 101. Một cây búa này. Gò nha. Gò nè. Gò nó có cái gì đây nè. Dấu này hả? Mộc có mộc nè. Đầu đóng nè. Không có dấu, không mẻ luôn. Một cây búa này Made in Japan, có Made in Japan mà anh, bằng thun, thun này bằng sợi thủy tinh nha. Đầu đóng có dấu không mẻ nha. Miệng nhỏ nè, nhỏ ok, không có dấu luôn, đẹp ha anh. Hai cây này em bán giá là 160.000. Mã là 101, 106. Mã 102, hai búa. Một cây búa đóng nhỏ đinh nha. Cán bằng thun, có thun luôn nè. Có chữ. Đầu đóng không có dấu, không mẻ, miệng nhỏ nè. Không mẻ luôn, miệng nhổ ok luôn, nhổ đinh được luôn nha mấy anh, cán đẹp. Với một cây búa bi, một đầu đóng nè, với một đầu bi cái hiệu KTC ha. Cái này thì cán này còn đẹp. Bi thì đóng thì có dấu nha mấy anh. Bi họ cũng có dấu, cũng còn tròn, đầu dưới thì không có mẻ, có dấu không có mẻ. Hai cây này 180.000, mã 102 108. 103 hai thùng hả? 103 là hai thùng luôn mấy anh ơi. Một thùng này hiệu mát, thùng mũ mát ok, không có bể vỡ gì hết trơn á nha. Ok, không bể vỡ. Rộng nó là 37. Dài là, ủa nó vuông luôn, 37 luôn. Cao lên là 1.2. Với một cái thùng này hơi hikuki, con bắn dít á mình. Thì cái thùng này thì bị có dấu nhẹ đây. Hai móc ok. Ở bên trong nè. Ồ, bên trong cũng sâu á nè, ok. Chiều dài 37, rộng 117, cao lên 90. Rồi, hai thùng này bán giá 150.000, mã 103 150. Thì mã này là cũng là mã cuối cùng của ngày hôm nay luôn rồi mấy anh. Thì anh nào thích mã nào thì cứ gọi điện qua hai số điện thoại đây, qua số điện thoại này để chốt hàng ha. Thì tới đây em kết thúc video. Thì cũng cảm ơn tất cả mấy anh mấy chú trong thời gian qua đã ủng hộ kênh em, bên em rất là nhiều luôn ha. Thì tới đây em kết thúc video. Xin chào tạm biệt tất cả mấy anh mấy chú. Hẹn mấy chú trong video sau của em nữa nha. Bye bye.